còn bệnh nữa. Từ từ tại mấy cái kia có mẫu là cái nó hết hàng rồi. Bài chưa? Dạ ơi, hôm nay tự làm trà sữa. Tự làm trà sữa? Bởi lúc sau bỏ luôn mà. Ừ, bỏ có được không đó? Được, có bỏ được không? Được không? Được, rồi tới, rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bỏ đá rồi. Con không nghe mùi gì nữa.
Hello mọi người. Mọi người ơi, trong live chấm chấm bài, chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi. Tại nãy giờ em có công việc xíu á. Ai đang trong live chấm chấm bài giùm em đi mấy chị ơi. Hả? Ổng không hỏi sao vậy? Con hút sao quên hỏi. Hút vô. Ai trong live rồi thì chia sẻ chấm bài giùm em đi mấy chị ơi. Ai trong live rồi thì chia sẻ chấm bài giùm em đi mấy chép. Mọi người ơi, ai trong live rồi thì chấm bài, chia sẻ bài gì trang cá nhân với lại hội nhóm giúp em nha. Chấm bài giùm em đi để em thấy mọi người tương tác đi, em tặng quà ha. Em tặng quà. Chấm bài giùm em đi. Mấy cái bộ này giờ em còn có 3 bộ nữa. Cái bộ em đang thử nè mọi người. Bộ này em còn có 3 màu thôi. Màu nu, màu đỏ với lại màu hồng. Màu nu, màu đỏ với màu hồng. Ai chia sẻ về trang cá nhân cho em rồi thì chấm bài lên comment giùm em đi mấy chị ơi. Chấm bài lên comment giúp em ha. Bộ em đang mặn lên còn có 3 màu. Màu đỏ với lại màu đỏ, màu hồng với màu nu em đang mặn luôn. Ngọc ơi, nghe mình nói rõ không Ngọc? Ngọc ơi, bạn còn chung like không? Có nghe mình nói rõ không bạn? Sao mình không thấy ai hết vậy ta? Không thấy được xem mọi người ơi. Chấm bài lên giúp em với, thả tim hay là... Chấm bài lên nhìn em với. À đúng rồi. À Bình Yên ơi, em mới nhắn tin cho chị bên... Em mới nhắn tin rõ bạn. À cảm ơn bạn nha. À, Bình Yên ơi, nãy mình mới nhắn tin bên thêm bay cho bạn á. Bạn cho mình xin lại cái địa chỉ với lại số điện thoại nha. Địa chỉ với số điện thoại để ngày mai mình chốt hàng rồi mình gửi cho bạn luôn ha. Ngọc, hôm trước các bạn hỏi mình có bộ đồ này nữa, hôm nay mình sợ thấy vẫn còn một bộ á. Hôm nay mình thấy vẫn còn một bộ nè, bạn có lấy không? Ok, mình đi mình chốt luôn. Đây cái bộ con vịt nè. Hôm trước hình như mình nhớ là bạn có hỏi mình cái bộ này đúng không? Dạ, em cảm ơn chị Bình Yên nha. Tại bữa trước đang chốt hàng á, nhưng mà không có liên lạc được với chị á. Cho nên là hàng em vẫn còn giữ nhưng mà không tìm được cái ấy. Cho nên là chị thương thì ấy lại địa chỉ giúp em. Dạ có nha. Em lên áo dài luôn để lượt xem cao cao xíu. Tại vì em thấy có 2-3 người xem mà mọi người. Em không biết là có được nhiều lượt xem không mà xem thấy có 1-2 người xem mà. Cho nên mọi người thương thì chia sẻ bài giúp em nha. Mọi người thương thì chia sẻ bài giúp em. Nè Ngọc ơi, bạn có lấy bộ này không? Bộ này hôm trước hình như bạn có hỏi mình nè. À, rồi ok, mình lấy bộ này cho bạn ha. Tại vì cũng còn có một bộ thôi à. Còn có một bộ bữa nay soạn soạn sao? Bữa nay soạn soạn sao thấy nó có thôi, mình cứ hỏi bạn. Bộ này 85 nha bạn. Bộ này 85 ha Hằng Niêu. Mọi người ơi, thương thì chia sẻ bài giúp em nha mấy chị ơi. Thương thì chia sẻ bài giúp em nha. Thương thì chia sẻ bài giúp em. Con đi tìm đá đi. Ở ngoài ấy đó con. Thằng đó. Đá ở ngoài thùng á. Trong can đá của mẹ cũng có đó. Con muốn ca nha. À rồi, cảm ơn Bình Yên nha. Con lấy đi. Đây mọi người ơi, ai chia sẻ rồi thì chấm bài giùm em đi ha. Ai chia sẻ rồi thì chấm bài lên giùm em đi. Ai chia sẻ rồi thì chấm bài giùm em ha. Bộ này hôm trước em để 35-40 nè mọi người. Hôm nay ai lấy thì em để nha. Ai lấy 3 bộ em để nha. Ai lấy 3 bộ em để 100 luôn cho. Ai lấy 3, ai chia sẻ rồi thì ai lấy 3 bộ em để 100 cho. Em để 100 luôn ha. Phơm này cũng dễ bận lắm mọi người. Phơm này cho em là tầm... Phơm này cho em là tầm 40kg cho tới 58kg là mình bận được hết ha. Em còn có 3 bộ thôi. Em còn có 3 bộ thôi mọi người ơi. Chấm bài chia sẻ bài giúp em ha. Chấm bài chia sẻ bài giúp em nha. Lên áo dài trước thôi, lên đầm trước nha mọi người. Mọi người muốn xem đầm trước thôi, lên áo dài trước đây mọi người. Chấm comment giúp em đi. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Đây em còn 3 màu, thôi mọi người ơi. Ai thích màu nào thì comment bộ đó giúp em đi. Ai lấy một bộ thì em để một bộ cho mình à. Thôi giờ chia sẻ đi ha mọi người. Còn 3 bộ em để bộ 20. Ai chia sẻ về trang cá nhân thì em để cho mình bộ 20. Chia sẻ về trang cá nhân rồi em để cho mình một bộ 20 ha. Chia sẻ về trang cá nhân rồi em để cho mình một bộ 20 nha mọi người.
ai lấy 3 bộ thì em để 50 luôn cho. Ai lấy 3 bộ thì em để cho mình 50 luôn, sỉ cũng không có giá đó đâu mấy chị. Tại vì cái bộ này em còn có 3 bộ thôi. Ba cái này là chỉ còn có 3 bộ, hôm trước em bán còn sót đó mọi người. Đó rồi, ai chia sẻ rồi thì đã comment cho em đi mấy chị. 3 bộ này em để cho mình, 3 bộ này em để cho mình 50 nha. Ai lấy lẻ 1 bộ em để cho mình 20 một bộ ha. Em để cho mình 20 một bộ. Em để cho mình 20 một bộ luôn nha mọi người. Chấm chấm vài comment lên giúp em nhé. Quá đông, đừng biết được lấy gì hết, nó tan rồi. Chấm chấm bà lên giùm em nha mấy chị ơi. Ủa cái điện thoại kia của mẹ đó lấy giùm mẹ với Ngọc có đằng đó không? Đằng đó còn thấy cái điện thoại nào trên đó không? Không thấy hả? Chấm chấm bà lên chia sẻ bà giùm em đi mấy chị ơi. Hôm ai lấy cái này để tí xíu nữa có nhiều người vô xem em á. Em sao luôn. Mọi người muốn em lên hàng gì trước đây mọi người ơi? Mọi người muốn em sao lên hàng gì trước đây? Muốn xem áo lẻ trước hay là xem đầm hay là xem áo dài đây mọi người ơi? Muốn xem gì comment với em đi mấy chị ơi. Bên trong sao vậy? Chắc ra hầu khác không có mềm nữa mà. Nhưng mà phát y chang như cái khác rồi. Nhỉ hả? Cắn một phát thôi, khỏi luôn. Chấm chấm bài giúp em đi mấy chị gái. Mọi người hôm nay muốn em like gì trước nha mấy chị gái ơi. Xem không thấy comment đâu, không biết em có bị ẩn comment không mấy chị. Mấy chị comment đã chia sẻ giúp em với. Mấy chị đã comment đã chia sẻ giúp em với mấy chị gái ơi. Mấy chị comment đã chia sẻ giúp em với. Tại vì em không thấy comment đó. Em không thấy comment đó mấy chị. Mấy chị comment đã chia sẻ giúp em với. Mấy chị comment đã chia sẻ giúp em với mấy chị gái ơi. Mấy chị ơi, mấy chị ở trong live comment đã chia sẻ giúp em chứ em không thấy được comment đâu mấy chị ơi. Em kiếm cái đầm nào đẹp đẹp mà. Ngọc ơi, bà comment lại với tôi với. Bà comment lại với tôi với. Sao tôi không thấy comment của ai hết vậy ta? Mọi người ơi, ai ở trong live chấm chấm bài comment lên bài giúp em với. Em không thấy được comment của ai hết rồi mọi người. Cái đầm bữa hổm về mặn được không không lại ơi? Cái dùm bữa hổm về bận đẹp không? Sao không thấy comment của ai hết vậy ta? Em chào chị Thị Hiêm. Vậy hả chị, bên máy em thấy được có mấy người xem mà em thấy được có 2-3 người xem gì à chị ơi? Em thấy được có 2-3 người xem gì à? Cho nên em không thấy comment của ai hết trơn. Rồi mấy chị thương thì chấm chấm bài chia sẻ bài giúp em ha. Dạ đi được chị, đi được chị ơi, mà đơn của chị em còn giữ đó, em chưa đi, ngày mai em đi luôn. Tại vì gửi bên bưu điện mới gửi được, gửi bên hôm qua em có thử gửi một đơn rồi. Hồi chiều chứ em có thử gửi một đơn rồi, gửi được bên bưu điện nó nhận chị. Nay bưu điện nó nhận rồi cho nên em gửi bên bưu điện. Đơn Kiên Giang An Giang em nhận bên bưu điện. Đơn của chị Xuân Nguyễn em cũng chưa đi nữa. Em cũng chưa có đi nữa. Lên cái gì trước ta? Thôi để em lên áo dài trước nha. Em lên áo dài trước nha mọi người. Em lên áo dài trước ha. Tiên con lấy áo dài liền qua đây chốt lại, lai áo dài trước nha. Em lai áo dài trước nha mọi người. Em lai áo dài trước ha, tí em lên đầm sau ha. Em lai áo dài trước. Cái áo dài này à, ai vô. Hay là mình chọn cái áo dài cho mình lai áo dài cho đẹp hơn mọi người ha. Áo dài xanh này cho em 55 kg nha mọi người. Áo dài màu xanh này cho em 55 kg nhưng mà cao trên 1m6 nha. Cao trên 1m6 mới vừa nha mọi người. Đơn của em mà bữa đó nó hoàn bên bưu điện á, bên bưu cục nó hoàn về cho chị á. Đơn của Đào á, bữa hổm á, bên bưu cục nó mới hoàn về cho chị mới gửi lại bên bưu điện cho em á Đào.
bên bưu cục bên GNT nó không có nhận em, cho nên chị mới gửi lại cho em á. Chị mới gửi lại cho em. Mọi người, cái đầm em đang bận. Lại cái đầm chị đang bận cho người đẹp lắm rồi, lại em là bận vừa y luôn á lại. Bận vừa y em, mà em mà bận cái đầm này đẹp lắm nha. Ở Úc chốt rồi đó, để đó. Mấy chị có nghe em nói rõ không? Mấy chị có nghe em nói rõ không mấy chị gái ơi? Mấy chị có nghe em nói rõ không? Mấy chị có nghe em nói rõ không mấy chị ơi? Mấy chị có nghe em nói rõ không? Cái đàm em đang bận trong người, cái đàm em đang bận trong người là cỡ tầm 50kg, cao 1m6, 50kg là bận vừa nha mọi người. Em để đồng giá đầm cho mình. Cái không được xuống hình tiền ơi. À, cái đầm là em để cho mình 69, áo dài nguyên bộ là em để cho mình 99 ha. Áo dài nguyên một bộ thì em để cho mình 99 nha, kéo xuống nữa, kéo gì không cưỡi được. Nguyên bộ thì em để, dạ em cảm ơn anh. Nói không nghe giờ hết rồi, em thoát ra rồi vào lại cho chị, giúp chị xem. Em thoát ra rồi vào lại giúp chị xem có nghe được không Đào ơi. Đó, áo dài đó con lấy cái này bằng vừa con lấy. Lên chị Út liền. Em lên áo dài nha mấy chị ơi, em lên áo dài ha. Mọi người có nghe em rõ, nếu mà ai mà không có nghe em nói rõ thì mọi người thoát ra vào lại giúp em ha. Mọi người thoát ra vào lại giúp em nha. Kiếm cái quần tiên, kiếm cái quần bận tiên. Mấy cái này không có cái nào có cái quần hết, kiếm cái quần vừa vô cũng bận tới. Chị quần nào áo đúng không? À. Bỏ nó đi, lấy cái quần ốc bận áo dài vô like luôn. Bộ màu đỏ. Đây bộ màu đỏ đẹp lắm mọi người ơi, cái áo dài này mà ai cỡ mặt hơn em xíu á, ai mà bận xí ớt á. Ờ à, Yên Bình ơi, Bình Yên ơi. À, em lấy cái bộ đỏ này nè, cái bộ đỏ này đẹp lắm nha. À, tên là cái lấy quần đỏ rồi, quần đỏ này nhiều. Cái bộ đỏ này đẹp lắm nha mọi người. Rồi, em cho mềm trở lại rồi. Mềm trở lại đây hả? Sao, mọi người có nghe em nói rõ không? Dạ. Cái quần không vừa. Cái quần. Nhưng mà người ta. Quần trắng dễ phối áo hơn. Mà đâu gì cả. Này. Có mấy cái hơi nhỉ. Cái gì cả? Có mấy cái hơi kỳ. Ừ. Em chào mọi người nha. Ai vào ai vào like sao mọi người chấm chấm bài, chia sẻ bài giúp em với hôm nay em lên. À, hôm nay em lên áo dài nha mọi người, áo dài nguyên một bộ á, nguyên một bộ thì em để cho mình 99 một bộ nha. Nguyên một bộ thì em để cho mình 99.000 một bộ ha. Ai mua áo lẻ thì em để cho mình ai mua áo lẻ em để cho mình 79 nha. Ai mua áo lẻ áo không thì em để cho mình 79 ha. Đây mọi người ơi, form em là size ớt nha mọi người. Form em là size ớt. Đây áo đỏ, comment đỏ giúp em ha. Comment đỏ giúp em. Nguyên một bộ này em thì em cao cũng gần 1m6 nha mọi người. Em cao gần 1m6. Phớt đất luôn nha mọi người. Mọi người có nhìn thấy rõ không? Rồi, ai lấy bộ đỏ thì comment bộ đỏ giúp em nha. Ai lấy bộ đỏ em đang bận trong người thì comment bộ đỏ giúp em ha. Ai lấy bộ đỏ thì comment bộ đỏ. Bình Yên ơi, cái bộ đỏ này đẹp lắm. Em có lấy thì lấy ha. Em có lấy thì lấy nha. Tại vì bộ đỏ này thì nó chỉ có một bộ này thôi. Đó, ai lấy nha. Không vừa hai cái khác. Rồi ai lấy bộ này thì chốt qua hoa đào giúp em nha. Ai lấy áo dài này thì chốt hoa đào giúp em nha. Tại bên em là có quần luôn nha mọi người. Có phối quần luôn. Bên em là có phối quần ha. Nhưng mà mọi người muốn lấy áo không cũng được ha. Mọi người muốn lấy áo không cũng được luôn. Rồi ai lấy con này thì chốt hoa đào giúp em nè. Ai lấy con này thì chốt hoa đào. Hoa đào giúp em nha mọi người. Ai lấy con này thì chốt hoa đào giúp em.
Ai lấy con này thì chốt hoa đào giùm em nha. Đỏ hả chị? Dạ em ban một bộ á chị. Áo dài một bộ là 99 nha. Áo dài một bộ là 99 giúp em ha. Đây cái bộ đỏ em đang bận rất là đẹp luôn á chị. Tại vì nhưng mà em bận thì nó cũng hơi còn rộng xíu á mọi người. Em bận thì nó cũng còn hơi rộng xíu nha. Rồi em. Em bận thì cũng thấy em nha Đào ơi. Đó bộ đỏ này hả chị? Bộ đỏ em đang bận á hả chị? Đó em bộ đỏ hả chị gái? Em thì eo 6, eo 6, 7, 68 là vừa nha chị. Eo 68, áo dài đỏ này eo 68 là vừa nha. Ủa cái cài cài của con đây nè, cái cài nè. Còn cái cài bên đó nó sẽ. Ai lấy áo dài đỏ thì chốt áo dài đỏ giúp em nha. Ai lấy áo dài đỏ thì chốt áo dài đỏ giúp em ha. Em hỏi đơn bị gì. Rồi ai lấy áo dài đỏ thì chốt áo dài đỏ giùm em nha. Áo dài đỏ thì size hết bận vừa nha mọi người. Size hết bận vừa. Đây, con này cho em áo dài cách tân nha mọi người ơi. Áo dài cách tân cho em nha. Mà con này thì size M bận vừa ha, 55-56kg nha. 55-56kg. Chị 74 hả? Dạ. Áo dài cách tân. Comment áo dài cách tân giúp em ha. Áo dài cách tân giùm em. Size M. Xem cái áo dài cách tân này mình phối chung với lại quần riêng đó mọi người, quần riêng hay là quần tây mà dạng ôm á mọi người. Dạ quần tây hay quần riêng dạng ôm á. Đó rồi ai lấy thì ai lấy đỏ thì comment đỏ giúp em đi ha. Hả? Ai lấy áo dài đỏ thì comment áo dài đỏ giúp em nha. 60kg có nha em ơi. Có áo dài nay về nhiều lắm. Áo dài nay về nhiều lắm Đào ơi. Áo dài về nhiều lắm, bật áo mặt luôn đi, bật áo dài nực quá. Bật áo dài nực quá mọi người ơi. Cái áo dài đỏ này em thích lắm, chắc em để lại bận quá. Nhưng mà tại vì em bận nó hơi rộng xíu á mọi người. Em bận nó hơi rộng. Ai lấy đỏ thì chốt thì comment áo dài đỏ giúp em nha. Áo dài đỏ này size S bận vừa. Rồi con này đỏ mận nha mọi người. Cái con em đang cầm, em đang chuẩn bị bận đây là đỏ mận nha. Comment đỏ mận giúp em nha. Đó, con này thì comment đỏ mận giúp em ha. Con mọi người yên tâm đi mấy cái này. Con này thì chắc chị Phương Thanh vừa nè. Con này là chị vừa ha. Eo này là eo 74, 70, 75 cho em ha. 75, 74. Đó. Ở phía sau thì nó có gài nút nha mọi người. Ở phía sau nó có gài nút nhưng mà em không có gài được á. Đây ở phía sau có gài nút giúp em ha. Ở phía sau có một dây nút dài giùm em nè. Đó. Em bận á thì sao mày bận gì có không vừa hết trơn vậy Tiên. Đó rồi, ai lấy con này thì comment đỏ mặn giúp em nha. Ai lấy con này thì comment đỏ mặn giúp em. Đó, ai lấy con này thì comment đỏ mặn giúp em nha. Tay là tay ngắn nha mọi người. Tay là tay ngắn giúp em ha. Ai lấy thì comment đỏ mặn giúp em. Mấy chị ơi, không có nghe rõ thì mọi người comment giúp em ha. Hoặc là thoát ra xong mọi người vô lại giúp em ha. Mọi người chấm bài tương tác với em ha mọi người ơi. Rồi ai lấy con này thì comment đỏ mận nha mọi người. Comment đỏ mận. Tại vì em thử á, em thử vô để cho mọi người thấy cho nó đẹp á. Tại vì áo dài thì mình bận lên form nó mới đẹp được mọi người. Sao mà bận cái nào cũng chật nứt hết vậy Tiên. Cái giống đi ra ngoài đi Tiên ơi. Con sợ mấy cái nào bự bự á Tiên. Mấy cái nhỏ nhỏ để út sợ chó. Mấy cái nào bự bự á, mấy cái đó con bận cũng không vừa nữa. Mọi người ơi, mấy cái người mà xây bự bự á cũng khổ lắm mọi người ơi. Sợ nó không có vừa. Mấy người mà bự bự sợ không có vừa. Em tập cái nào cũng vô hết mọi người. Rồi ai lấy con này comment xanh giúp em nha mọi người. Quần là quần khác nha mấy chị. Em phối quần thì quần khác nha. Quần khác chứ không phải quần đỏ ha. Tại vì em lấy cái quần đỏ. Đây rồi ai lấy con này thì chốt mã xanh giùm em nha. Mã xanh, mã xanh. Ai lấy mã xanh thì chốt mã xanh giùm em nha. Ai lấy mã xanh thì chốt mã xanh giùm em. Mã xanh. Mã xanh eo 78 giùm em nha. Mã xanh eo 78. Con mã xanh này là chị Phương Thanh bận dừa nè chị Phương Thanh. Đó rồi ai lấy thì comment mã xanh giúp em nha. Mã xanh này sẽ phối với quần xanh hoặc là quần trắng nha mọi người.
Trời. Cái gì đây cục vàng? Rồi, chị không biết nữa em, chị like nhiều lắm, em coi từ từ ha. Em coi từ từ tại vì chị không nhớ nữa. Chị bảo chị không có đo eo á. Rồi ai lấy con này, ai lấy con này thì comment mã xanh giúp em nha. Mã xanh eo eo 78 ha. Eo 78. Chị eo 74 hả? Eo 74. Chị về nhắn cho một comment cũng được. Để em đo lại ha. Màu vàng. Màu vàng con để bên trên. 39 là eo 78. 39 là eo 78 chị ơi. Eo ơi. Rồi ai lấy thì chốt mã xanh giúp em nha. Ai lấy thì chốt mã xanh. Ai lấy thì chốt mã xanh giúp em nha. Tức quá để đo eo trước khi mặc. Hả? Mọi người ai trong đây rồi thì chấm bài, chia sẻ bài giúp em nha mấy chị. Rồi con này cho em 74 nè chị ơi. Con vàng là eo 74 nha. Con vàng eo 74 giúp em ha. Con vàng là eo 74 nha. Con mặc thử nha. Nó không phải hoàng về nhưng mà bu cục không nhận nha. Bu cục không có nhận xong rồi nhà mà nó để bển, nó không có đem qua cho chị. Chị cứ tưởng đâu là nó gửi rồi, ai ngờ đâu là nó chưa gửi, nó mới gửi vào cho chị hôm nay. Rồi eo 74 giúp em nha. Mã vàng, ai lấy vàng thì chốt vàng giùm em. Vàng sẽ phối với quần trắng nha mọi người. Vàng sẽ phối với quần trắng giúp em ha. Quần trắng hoặc là quần vàng giúp em nha mấy chị. Đó, rồi ai lấy mã vàng chốt mã vàng kéo lên đàng hoàng chưa? Phụ Tùng kéo lên ngay ngắn đàng hoàng chưa? Mã chưa kéo ngay ngắn trời. Rồi ai lấy mã vàng chốt mã vàng giùm em nè, eo 74 nha. Eo 74. Eo 74 giúp em nha, mã vàng. Mã vàng eo 74 CS luôn nha mọi người. Ai lấy mã vàng chốt mã vàng giùm em ha. Ai lấy mã vàng chốt mã vàng giùm em. Ai lấy mã vàng chốt mã vàng giùm em nha. Gửi rồi đó em, gửi rồi, gửi chị gửi rồi, gửi được đơn hoàng hôn mình vừa là hình gửi hôm qua đúng không? Hôm qua em ơi, đi hôm qua. Rồi. Hả? Bình Dương có hẩm bên bu cục hoàng về đó. Rồi ai lấy chốt mã vàng eo 74 nha. Rồi con vô đi. Mã vàng eo 74. Mã vàng eo 74 giúp em ha. Mã vàng eo 74. Rồi ai lấy con này thì chốt mã. Mã trắng giúp em nha mấy chị. Ai lấy con này chốt mã trắng giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã trắng thì ai lấy con này chốt mã trắng. Ai lấy con này chốt mã trắng giùm em luôn, eo 74 luôn nha mấy chị ơi. Mã trắng eo 74 luôn nha. Mã trắng eo 74 giúp em. An Giang. Đúng rồi. An Giang, quên. Chị có tưởng đâu là cưng ở. Chị có tưởng là cưng ở kia không à? Chị nhầm. Rồi, ai lấy mã trắng? Mã trắng thì comment mã trắng giúp em nha. Một bộ thì 99 giùm em nếu mà lấy cái áo không. Lấy cái áo không thì 79 nha mọi người. Áo không thì 79 giúp em ha. Áo không thì 79. Ai lấy áo không thì 79. Ai lấy một bộ thì cho em nè. Ai lấy một bộ là 99 nha. Ai lấy một bộ là 99 giúp em ha. Rồi ai lấy con này thì chốt mã tím cho em nè. Chốt con mã tím. Mã tím này là eo 80 nha. Mã tím là eo 80 giúp em. Mọi người nghe cái mọi người nghe đập eo giúp em nha mọi người. Để không tránh cái tình trạng là mình, tại vì áo dài thì nó cũng hơi khó đó mấy chị. Áo dài thì nó cũng hơi khó. Rồi con em đang mặc là mã tím nha mọi người. Con em đang mặc là mã tím. Cho luôn vào đây cho. Eo có kéo gì kéo. Rồi chết rồi, quên cái này nhiêu quên mã rồi. Eo 80 mã tím nha mọi người. Eo 80 mã tím giúp em ha. Eo 80 mã tím xem M nha mọi người ơi. Ai lấy mã tím chốt mã tím giùm em nha. Mã tím ai lấy mã tím chốt mã tím giúp em ha. Ai lấy mã tím chốt mã tím giùm em nè. Ai lấy mã tím chốt mã tím. Lai bộ hả? Chắc cuối nay chị lai bộ em ơi. Cuối nay lai bộ. Tại vì hôm nay chị đang soạn ở đây áo dài với lại đầm á. Với lại áo lẻ. Cuối like thì để cuối like thì chị like bộ. Rồi ai lấy mã tím chốt mã tím eo 80 giúp em nha. Eo 80 giúp em nha mọi người. Ai lấy mã tím chốt mã tím giúp em nha. Nhảy đi cho nó dễ. Trở ra cỡ vô. Ai lấy mã tím chốt mã tím eo 80 giúp em nha. Có 2 dây kéo nha mấy chị. Có 2 dây kéo.
da kéo trước da kéo sau giúp em ha. Eo 80 nha mấy chị ơi. Đó mọi người ơi, ai trong live rồi thì chấm bài chia sẻ bài giúp em nha mấy chị. Ai trong live rồi thì chia sẻ bài chấm bài giúp em nha mấy chị gái ơi. Rồi ai lấy con này chốt mã vàng. Vàng chanh nha mấy chị. Vàng chanh giúp em con. Không được, không chưa vô bây sao làm được. Vàng chanh giúp em nha mấy chị ơi. Ai lấy con này chốt mã vàng chanh giùm em nè. Mã vàng chanh cho em eo 74 nha. Eo 74 giúp em nha. Vàng chanh. Vàng chanh eo 74 giúp em. Vàng chanh. Vàng chanh eo 74 giúp em nha mấy chị ơi. Eo 74 rồi, con này chốt mã thổ cẩm cho em nè. Con này chốt mã thổ cẩm nha. Mã thổ cẩm giúp em nha mấy chị ơi. Mã thổ cẩm một, mã thổ cẩm này em để chắc xây hết đó mấy chị. Nhìn cái áo nó cũng hơi nhỏ. Rồi ai lấy thổ cẩm, chốt mã thổ cẩm giùm em nè. Mã thổ cẩm eo 76 nha mấy chị. Mã thổ cẩm eo 76 nha. 88 không. 88 16 88 16 16. Eo 75 76 nha mọi người ơi. Eo 75 76 giùm em nha. Rồi chốt mã thổ cẩm giùm em nè. Chốt mã thổ cẩm giùm em nha. Ôi nè Tiên ơi, con bấm cái eo vô đi Tiên ơi, con đo xong con bấm cái eo vô chỗ. Nè, con đo xong con bấm cái eo lên trên ngay chỗ cái cổ áo. Được không? Đo eo xong bấm ngay cổ vào. Để nó được bạn luôn cho. Tại vì đi ra đi vô nó cực mà đo eo nó lâu quá. Rồi ai lấy con này chốt thổ cẩm giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy con này chốt thổ cẩm giùm em nha, eo 75 76 nha mấy chị. Rồi, rồi tại vì em không có kéo ở phía sau mọi người cho nên nó không có ôm được á. Rồi ai lấy, mọi người thấy cái dưới cái tà áo không mọi người? Đó rồi, ai lấy con này thì chốt mã thổ cẩm giúp em nha. Ai lấy con này thì chốt mã thổ cẩm lấy mất. Ai lấy con này chốt mã thổ cẩm giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã thổ cẩm giúp em nha mấy chị gái ơi. Ai lấy con này chốt mã thổ cẩm giùm em nè, mã thổ cẩm. Ai lấy con này chốt mã thổ cẩm giùm em. À đây mọi người ơi, hồi nãy em có xe cho mình ha. Rồi một bộ 20 luôn, ai lấy 3 bộ em để cho mình 50 nha. Ai lấy 3 bộ em để cho mình 50 luôn nha. Em chỉ còn sót lại có 3 bộ thôi mọi người. Ai lấy 3 bộ em để cho mình 50 luôn nha. Em có 3 màu. Màu nâu, cái này là hàng new nha mấy chị. Cái này là hàng new nha. Rồi phom này cho em 58kg quay đầu nha. 58kg quay đầu giúp em 3 bộ 50 luôn. 3 bộ 50 luôn nha mấy chị gái ơi. Sale cho mình luôn ha. Em còn màu nu nè, màu đỏ với màu hồng nha. 3 bộ 50. Rồi em còn 3 màu, 3 bộ 3 màu nha. Ai lấy 3 bộ em để cho mình 50 luôn ha. Ai lấy 3 bộ em để 50, một bộ là 20 nha mấy chị. Form cho em là 40kg nha, 38kg. 38kg cho tới 38kg cho tới 55kg ha. 38 tới 55kg giúp em nha. Ai lấy 3 bộ em để cho mình 50 luôn ha. Ai lấy 3 bộ em để cho mình 50. Chứ em còn mấy bộ này thôi mấy chị. Em còn mấy bộ mấy màu thôi à. Rồi ai lấy thì em để cho mình à. Ai lấy thì em để cho mình 4 bộ 100 nha. Ai lấy em để cho mình 4 bộ 100. Ai lấy em để cho mình 4 bộ 100 nha mọi người. Rồi mọi người chọn màu giúp em nha. 4 bộ 100, 4 bộ 100 giúp em ha. Rồi màu xanh đậm nè. Màu xanh đậm màu đồng. Màu xanh đậm màu đồng. Màu xám. Màu xám đây cổ tiểu thư giúp em nha mấy chị. Cổ tiểu thư giúp em ha. Rồi ai lấy 4 bộ em để 100 nha. Ai lấy 4 bộ 100. Ai lấy 4 bộ em để 100 nha. Rồi màu nu giùm em ha. Rồi màu xanh ngọc nha mấy chị. Xanh ngọc giúp em 4 bộ 100 nha. Xanh ngọc giúp em 4 bộ 100. 4 bộ 100 giùm em nha mấy chị gái ơi. Mọi người ơi thương em thì chia sẻ bài giúp em nha. Chia sẻ bài giúp em. Đó rồi ai lấy bộ này thì chốt cho em bộ ai lấy bộ này thì chốt cho em mã gì đi. Rồi ai lấy con này chốt mã đen giùm em đi. Ai lấy con này chốt mã đen giúp em nha. Tao quá giờ em tặng mọi người một bộ đi hết. Tặng mọi người một bộ đi. Rồi comment giúp em đi mọi người ơi. Comment giúp em đi. Comment giùm em tặng nha mọi người. Tặng giùm em đi ha. Tặng bộ giúp em đi. Kè tặng bộ kèm số điện thoại giúp em nha. Tặng bộ kèm số điện thoại giúp em. Tặng bộ kèm số điện thoại giúp em nha. Mình theo màu luôn đi nha mấy chị ơi. Hoặc là mọi người kèm màu giúp em đi. Tặng bộ đã chia sẻ rồi thì đã chia sẻ em mới tặng nha mọi người ơi. Đã chia sẻ em mới tặng cho mình ha. Chia sẻ giùm em được à. Mà một lượt trên trang cá nhân với lại hội nhóm giúp em nha mấy chị gái. Comment tặng giúp em nha mấy chị ơi. Comment tặng giúp em nha mấy chị gái ơi. Mấy
chị ơi, chấm chấm bà chia sẻ bà giúp em nha. Hôm nay em lên áo dài cho mình nha, một bộ áo dài 99 nha mấy chị, một bộ áo dài 99 giúp em. Rồi em tặng giúp em nha mấy chị ơi. Đôi tặng này, tặng xanh giúp em nè, tặng xanh giúp em nè, tặng đồng giúp em. Rồi tặng xám, tặng xám kèm số điện thoại giúp em nha, tặng xám kèm số điện thoại giúp em. Tặng nâu, tặng nâu giúp em ha, tặng xanh, tặng xanh. Vậy hả chị, bên máy em không có thấy thấy comment đâu, không có thấy lượt xem gì hết trơn á chị, tại vì không thấy comment gì hết trơn đó. Rồi ai chia sẻ bài rồi thì chấm bài chia sẻ bài giúp em đi mấy chị. Rồi ai lấy bộ này thì tặng giùm em nha mấy chị, em tặng luôn á, tặng lỗ cho mọi người luôn á, tặng xanh giúp em ha. Cái giải phi bóng này về dễ mặc lắm nha mấy chị ơi, về dễ mặc lắm. Dạ cái phơm này cho em là 38 kg cho tới 58 kg nha, 38 kg cho tới 58 kg giúp em. Rồi tặng đen ha, tặng đen giúp em, phơm này 38 kg. Cái này là em tặng nha mọi người ơi, cái này là em tặng nha mọi người. À, tặng kèm màu giúp em nha, tặng kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Tặng đen giùm em nè, tặng đen tặng hồng, tặng xanh giúp em nè, kèm số điện thoại giùm em nha mấy chế ơi, kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi tặng xanh giúp em nè, tặng đen cho Sương Nguyễn nè, tặng đen cho Sương Nguyễn, tặng đen cho Sương Nguyễn nè. Rồi mọi người ơi comment giúp em nha. Rồi ai lấy con này tặng nu giúp em nè mấy chị, ai lấy con này tặng nu giúp em, tặng nu kèm số điện thoại giúp em nha. Dạ hết đen rồi chị chọn màu khác giúp em nha, chọn màu khác giúp em này. Tặng hồng nha, tặng hồng, tặng xanh, tặng nu. Rồi con này xám giúp em nha mấy chị, con này tặng xám giúp em nè. Rồi con này tặng xám, con này tặng xám giúp em nè. Dạ em cảm ơn chị, tặng xám giúp em. Rồi con này màu đồng nha mấy chị ơi, màu đồng, màu đồng giúp em ha. Rồi con này tặng xanh cho Ngọc nè. Rồi em còn xanh này nữa. À, tặng hồng cho anh Thư. Anh Thư ơi cho số xin số điện thoại nha anh Thư ơi. Anh Thư ơi cho xin số điện thoại nha. Cho xin số điện thoại nha chị ơi. Anh Thư ơi cho em xin số điện thoại nha mọi người ơi. Rồi tặng xám cho chị Thị Hiêm nha. Tặng xám cho chị Thị Hiêm. Dạ rồi chị ơi em còn 3 màu nữa mấy chị ơi. Em còn 3 màu nữa. Mấy chị ơi, thương em thì chia sẻ bài giúp em đi mấy chị. Thương em thì chia sẻ bài giúp em nha. Rồi em còn tặng nu nè. Tặng nu nha mấy chị ơi. Tặng nu, tặng đồng. Rồi một cái tặng xanh nữa nha mấy chị ơi. Rồi chia sẻ bài giúp em đi. Chia sẻ bài giúp em nha mấy chị gái ơi. Mẹ ơi, điện thoại trắng đâu? Mẹ đang làm. Không, dạ rồi, cảm ơn anh Hưng nha. Cảm ơn anh Hưng. Dạ rồi em cảm ơn anh Hương nha, cho em kèm luôn cái số cái địa chỉ luôn nha chị gái ơi, cho em kèm cái địa chỉ luôn đi, đặng em gửi hàng cho mình luôn ha. À, chị có xanh chưa em? À, dạ xanh cho chị Mai, dạ xanh cho chị Mai, dạ em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Rồi em còn hai bộ nữa thôi mọi người ơi, em tặng cho mình luôn nha mấy chị. Rồi mà mấy chị nào vô sau thì chia sẻ bài giúp em nha, để tặng nha mọi người ơi, để nhận quà tặng giúp em ha. Tại vì một bộ này ở shop thì em bán cũng mấy chục rồi mọi người. Sale, tại tính sale mà nên thôi. Mọi người thương thì chia sẻ bài giúp em ha. Mọi người thương thì chia sẻ bài giúp em. Rồi mọi người thương thì chia sẻ bài giúp em nha. Em còn hai màu thôi. Nói chung màu nào bạn cũng ngọt hết mấy chị. Màu nào bạn cũng ngọt hết giúp em ha. Đây rồi tặng nu giúp em nè. Tặng nu giúp em nè. Tặng đồng giúp em luôn nha. Và cái lô này đáng lẽ hồi lúc trước là em đã bán hết rồi. Hồi lúc trước là em đã bán hết rồi mấy chị. Nhưng mà em bị dịch đó, em không có gửi được á. Em bị dịch không có gửi được. Dạ, chị Phương Thanh ơi, chị lấy màu nào chị gái ơi? Chị Phương Thanh ơi, chị lấy tại vì còn hai màu. Còn hai màu, một màu đồng với màu nâu á, chị lấy màu nào? Còn màu đồng với màu nâu chị lấy màu nào chị gái ơi? Còn hai màu chị lấy màu nào chị gái ơi? Rồi tặng nâu cho chị Phương Thanh, dạ em cảm ơn chị nha. Dạ em cảm ơn chị. Rồi ai lấy con này chốt mã trắng giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã trắng giùm em nha, mã trắng. Mã trắng eo 74 nha. Mã trắng eo 74 giúp em. Ai lấy mã trắng thì chốt mã trắng giùm em. Đây tay có đính ngọc nha mọi người, tay với lại cổ là có đính hai vòng ngọc giúp em ha. Rồi ai lấy mã trắng thì chốt mã trắng giùm em nha. Mã trắng này là phối với quần trắng nha mọi người. Mã trắng là phối với quần trắng giúp em ha. À, một bộ áo dài bên em. Một bộ áo dài là 99 nha mấy chị ơi. Một bộ áo dài là 99 giúp em nha. Một bộ áo dài là 99 giúp em. Một bộ áo dài là 99.
chốt ra mà. Hả? Chị Mai ơi, chị Mai ơi, chị Mai lấy xanh ngọc hay là xanh đậm mà chị Mai ơi? Chị Mai lấy xanh ngọc hay xanh đậm? Đây mọi người ơi, nô cho chị Phương Thanh. Dạ em cảm ơn chị. Mọi người ơi, thương là chia sẻ bài giúp em đi ha. Thương là chia sẻ bài giúp em còn màu đồng với lại màu xanh ngọc nha. Em còn màu đồng với màu xanh ngọc giúp em ha. Em còn màu đồng với màu xanh ngọc. Em còn màu đồng với lại màu xanh ngọc nha mấy chị ơi. Em 36, sao không nhân luôn. 36. Cái nào mà không bấm á. Không bấm, con không bấm. Con không bấm nó bay mất làm sao. Con không bấm nó bay mất rồi. Rồi biết sao. Lấy em hai bộ hả? Lấy em hai bộ này hả? Chị tặng một bộ, một còn em mua thêm một bộ là 25 hả? À, chị, em tặng em mua thêm một bộ thì chị tính em 25 nha bé nhỏ ơi. À, Bình Yên ơi. Em ok không? Ok thì ok giúp chị hả? Ok thì ok giúp chị nha. Ok giúp chị nha bé ơi. Đó rồi, con này eo 72 nha mấy chị. Con này eo 72 giùm em nha, chốt mã lá trúc nha mọi người. Chốt mã lá trúc giúp em ha. Chốt mã lá trúc. Chốt mã lá trúc giùm em nha. Chốt mã lá trúc. Ai lấy con này? Chốt mã lá trúc giùm em nha. Eo 72 73 nha mọi người. Eo 72 73. Rồi ok, cảm ơn Bình Yên ha. Cảm ơn Bình Yên. À, là hồi nãy của Bình Yên có bộ nào chưa ta? Tiên. Chưa nè. Chưa lấy hai bộ này. À, tặng cho Bình Yên một bộ với lại một bộ 25 nha. Một bộ 25 rồi, cảm ơn Bình Yên nha. Rồi con này cho em eo 73. Eo 73 74 giúp em nha. Chốt con này mã lá trúc giùm em nha mọi người. Chốt mã lá trúc giùm em. Tại em bận nó còn hơi rộng nha mấy chị. Đây. Đó, ai lấy con này chốt mã lá trúc giùm em nha. Chốt mã lá trúc giùm em. Ai lấy con này chốt mã lá trúc giúp em. Ai lấy con này chốt mã lá trúc giùm em nha. Chốt mã lá trúc. Rồi con này eo 74 nha mấy chị gái ơi. Con này eo 74 giúp em nè. Eo 74. Cái này không có chưa quấn mã không. Con này eo 74 chốt hoa sen nha mấy chị. Chốt hoa sen giùm em. Ai lấy con này chốt mã hoa sen eo 74. Eo 74 giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã. Ai lấy con này chốt mã hoa sen giúp em nha mấy chị gái ơi. Ai lấy con này chốt mã hoa sen. Đây cái tàu ở sau rất xinh nha mấy chị. Nó sao trước giống nhau. Rồi ai lấy con này chốt mã hoa sen giúp em nè. Ai lấy con này chốt mã hoa sen giùm em. Giải này. Con này là giải lụa Hà Đông nha mấy chị. Con này là giải lụa Hà Đông. Mịn lắm nha mấy chị gái ơi. Đó rồi ai lấy con này chốt mã hoa sen giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã hoa sen giúp em. Hoa sen. Ai lấy hoa sen chốt mã hoa sen giùm em nha. Ai lấy hoa sen chốt mã hoa sen giúp em ha. Ai lấy con này chốt mã hoa sen giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã hoa sen giúp em. Rồi con này eo 76 nè. Eo 76 chốt hoa nhí giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã hoa nhí giúp em nè. Eo 76. Eo 76 giúp em ha. Ai lấy con này chốt mã hoa nhí giúp em nha. Rồi ai lấy con này chốt mã 76. Ở lộn quên, chốt mã hoa nhí giúp em nha. Chốt mã hoa nhí giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã hoa nhí. Mọi người ơi, nó có bị đứng không mấy chị ơi? Vô tim bên con có bị đứng không tim? Rồi ai lấy con này chốt mã hoa nhí giúp em nha. Chốt mã hoa nhí giùm em. Hoa nhí. Giải lụa Hà Đông nha mấy chị. Đa số là nói chung toàn bộ hình như là đều giải lụa Hà Đông hết cho em nha. Giải rất là mềm, rất là dễ chịu luôn nha. Ai lấy con này thì chốt hoa nhí giúp em ha. Ai lấy con này thì chốt mã hoa nhí giúp em. Ai lấy con này thì chốt mã hoa nhí giúp em nha. Mã hoa nhí. Ai lấy con này chốt mã hoa nhí giùm em nha. Hôm trước ai cũng vô hỏi áo dài hết mọi người. Hôm nay lại không thấy ai, mua áo dài. Rồi ai lấy con này chốt mã hoa nhí giúp em nè. Ai lấy con này chốt mã hoa nhí. Hoa nhí giùm em nha mấy chị. Con này hoa xanh. Ủa 67, em 67 hả? Rồi ai lấy con này chốt hoa xanh giùm em. Con này xay ớt nha. Bình yêu, con này xay ớt nè. Rồi ai lấy con này chốt cho em hoa nhí nha. Ai lấy con này chốt giùm em hoa xanh chứ em nhầm, em xin lỗi.
Em xin lỗi, ai lấy con này chốt hoa xanh giúp em nha. Rồi, hoa xanh xay ớt cho mấy chị ơi. Hoa xanh xay ớt giùm em nha. Hoa xanh xay ớt giúp em ha. Rồi, ai lấy thì comment hoa xanh giúp em nha. Hoa xanh. Ai lấy hoa xanh thì comment hoa xanh giúp em nha. Ai lấy hoa xanh thì comment hoa xanh giúp em. Ai lấy hoa xanh thì comment hoa xanh giúp em. Ra con này mà dài vàng. Chốt mã vàng giúp em nha. E67. E67 xay ớt nha mọi người ơi. E67 xay ớt luôn ha. E67 xay ớt giúp em nha. Rồi ai lấy con này chốt vàng giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã vàng giùm em nha mấy chị ơi. Hoa xanh cho Bình Yên. Cảm ơn em nha. Cảm ơn Bình Yên nha. Cái này cho Bình Yên. Lát anh bút giùm chị cái địa chỉ qua Messenger giúp chị nha. Đó rồi, ai lấy con này thì chốt mã vàng giúp em nha. Mã vàng, dạ lụa hà đông luôn nha mấy chị. Leo hoa rất là đẹp ha. Rồi ai lấy con này thì chốt giùm em nha. Con này xem mờ bận vừa nha mấy chị. Ai lấy chốt mã vàng giúp em nha. Ai lấy chốt mã vàng. Mã vàng giùm em nha. Ai lấy chốt mã vàng. Rồi ai lấy con này chốt mã xanh nè. Mã xanh 66 nha mấy chị. Mã xanh eo 66 nhưng mà cái này nó dài nút nha mấy chị ơi. Cái con này dài nút. Rồi ai lấy chốt mã 66. Ở lộn quên cái gì. Eo 66 nha mấy chị ơi. Con này eo 66 giúp em nha. Chốt mã xanh giùm em nha mấy chị. Hả? Chốt mã. À rồi em lấy quần trắng đúng không? Rồi ok em nha, em xíu nữa có gì em nhắn tin bên Messenger dặn chị giùm chị nha. Tại vì chị sợ không nhớ. Rồi ai lấy con này chốt mã ớt giùm em luôn nha. Chốt mã ớt giùm em luôn đi. Rồi ai lấy con này thì chốt mã ớt giùm em luôn nha. Cái này dạng áo dài của mấy người đi tiếp viên á, mọi người tiếp viên hàng không á. Bên hãng Việt Nam Airlines á. Rồi ai lấy con này chốt mã xanh giùm em nha mấy chị. Ai lấy con này chốt mã xanh giùm em. Ai lấy con này chốt mã xanh giùm em. Mã xanh, mã ớt thì cũng được nha mọi người. Rồi ai lấy con này thì chốt xanh một giúp em nè. Ai lấy con này chốt xanh một giúp em nha. Xanh một này xe ớt nha mọi người. Xanh một này xe ớt giúp em. Chốt mã xanh một nha. Chốt mã xanh một nha mọi người. Xe ớt giúp em ha. Eo 64 giùm em nha mọi người. Rồi ai lấy con xanh một, chốt xanh một giúp em nha. Chốt xanh một giúp em. Ai lấy xanh một chốt xanh một giúp em ha. Ai lấy xanh một chốt xanh một. Ai lấy xanh một chốt xanh một giùm em nha. Eo 86 nha mấy chị ơi. Con này xanh hoa eo 86 nha. Xanh hoa eo 86. Xanh hoa eo 86. Con này chắc em bận dừa nè Hoàng Hôn Đào. Cái con này chắc em bận dừa nhưng mà cái hoa văn thì nhìn nó hơi già. Nói rồi ai lấy con này thì chốt xanh hoa giúp em nha mọi người. Xanh hoa eo 86 nha. Xanh hoa eo 86 giúp em. Ai lấy con này chốt xanh hoa. Xanh hoa giúp em nha. Xanh hoa eo 86. Xanh hoa. Xanh hoa giúp em nha. Xanh hoa. Và con này mã vàng. Vàng ren nha mọi người. Ren vàng giúp em nha. Ai lấy con này chốt ren vàng giúp em. Ai lấy con này chốt ren vàng giùm em nè. Ren vàng tay lỡ nha mấy chị. Ren vàng tay lỡ giùm em nha. Ren vàng tay lỡ. Ren vàng tay lỡ cho mấy chị gái ơi. Ai lấy cái này mã cái này. Eo nhiêu á? Cái vàng nè. Eo 74 giúp em nha. Eo 74. 70 rồi. 74 á. Được đây, được đây. Rồi ai lấy con này chốt ren vàng giùm em nha. Ai lấy con này chốt ren vàng giúp em ha. Ai lấy ren vàng chốt ren vàng giùm em eo 74. Trời ơi. Rồi ai lấy con này chốt ren vàng giùm em nè. Ai lấy con này chốt ren vàng. Ren vàng quần trắng hoặc là quần vàng nha mấy chị. Ren vàng. Rồi ai lấy con này thì chốt ren vàng giúp em nha. Ai lấy con này chốt ren vàng giùm em ha. Ai lấy con này chốt ren vàng giúp em ha. Ai lấy con này chốt ren vàng giùm em nha mấy chế ơi. Rồi ai lấy ren vàng chốt ren vàng eo 74 nha. Eo 74 giúp em nha ren vàng. Eo 74 giúp em nha. Ai lấy ren vàng chốt ren vàng giúp em nha. Ai lấy ren vàng chốt ren vàng. Rồi một con thổ cẩm vàng nha. Một con thổ cẩm vàng giúp em luôn. Ai lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm vàng nha.
À đây thổ cẩm, chốt thổ cẩm vàng giúp em nha mấy chị, eo 74 luôn nha. Eo 74 giúp em. Rồi eo 74 luôn nha, thổ cẩm vàng. Thổ cẩm vàng. Cái này dạng kiểu áo dài cách tân nha mọi người. Áo dài cách tân giúp em ha. Cái áo dài này mình phối chung với lại quần ôm nha mọi người. Mình phối chung với quần ôm giúp em ha. Quần ôm giúp em. Rồi ai lấy con này thì chốt thổ cẩm. Thổ cẩm vàng 50 nha mọi người. Thổ cẩm vàng 50. Ai lấy ha? Ai lấy thổ cẩm vàng, chốt thổ cẩm vàng 50 giúp em nha. Thổ cẩm vàng 50. Rồi hoa hồng. Hoa hồng giúp em nha. Hoa hồng. Ai lấy hoa hồng, chốt hoa hồng. Ai lấy hoa hồng thì chốt hoa hồng giùm em. Mỗi này má nói nhiều quên nè. Eo 72 nha mọi người. Eo 72. Ai lấy con này thì chốt hoa hồng giúp em nha mấy chị. Ai lấy con này chốt hoa hồng giùm em nha. Ai lấy con này chốt hoa hồng giùm em nè. Đó, ai lấy hoa hồng chốt hoa hồng giúp em ha. Ai lấy hoa hồng chốt hoa hồng giùm em nha. Ai lấy hoa hồng chốt hoa hồng giùm em nha. Ai lấy hoa hồng chốt hoa hồng giúp em. Ô con lấy áo dài đi bên kia ngồi đo một xíu đi tiên. Chốt lúc lai đầm. Em lên đầm nha mấy chị ơi. Áo dài còn nhiều nhưng mà hôm nay mấy chị hình như mấy chị ít thấy lựa đầm cho nên em lai. Em lai sang đầm ha. Em lai sang đầm. Cái áo dài còn nhiều nhiều cái mẫu đẹp lắm mọi người ơi. Đây con bi rất là đẹp luôn mấy chị. Con bi rất là đẹp luôn. Con lo sức ở bên kia. Lo sức ở bên kia ngồi đo. Cái nhạc luôn rồi. Áo dài hoa hồng á em. Áo dài hoa hồng à. Em bao nhiêu ký á? Em bao nhiêu ký? Áo dài hoa hồng thì tầm XM là vẫn được nha. XM là vẫn được đó mọi người. Áo dài hoa hồng. Size M là vẫn được, nếu mà size M cao trên 1m6 nha. Size S thì dưới 1m6 là mình vẫn được ha. Rồi ai lấy hoa, ai lấy con này thì chốt hoa hồng nè. Ai lấy con này chốt hoa hồng. Rồi ai lấy con này chốt hoa hồng giùm em ha. Eo 70 ha, eo em 70 hả? Rồi để chị đo eo nha. Nhưng mà con này chắc em bận vừa á. Eo 70 là bận vừa em. Tại vì áo dài á, mình mua nó hơi rộng xíu cũng dễ nữa. Với lại chặt một xíu thì mình về mình tháo cái ben ra. Mình về mình tháo ben ra hoặc là mình nhắn thêm một cái ben nhỏ vô là mặc được rồi em. Cho trừ khi là kiểu như là nó to quá mình không ấy được thôi. Đây, để qua một bên luôn đi con. Để qua một bên lúc này đặt một xíu. Eo 70 nha, eo 76, eo 76. Em 70 là chị phải về nhắn con 4 con ben vô. Eo 76. Eo 70 là phải về nhắn 4 con ben vô em ơi. Em lên đầm nha mấy chị ơi, em lên đầm hả? Em lên đầm nha mấy chị gái ơi. Em lên đầm nha, đầm đồng giá cho em là 69 nha. Đầm đồng giá 69 giúp em nha. Đầm đồng giá 69. Đầm đồng giá 69. À đúng rồi. Đầm đồng giá 69 nha. Đầm đồng giá 69 giúp em ha. Rồi. Rồi ai trong like thì chấm bài chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Ai ở trong like thì chấm bài chia sẻ bài giúp em nha. Ai ở trong like thì chấm bài. À để chị like đầm xíu rồi quay lại lay áo dài ha, để cho con bé nó đo eo á mọi người. Để con bé nó đo eo á. Rồi ai lấy con này. Ai lấy con này thì chốt mã số 1 giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã số 1 giúp em. Mã số 1 này eo 74 quay đầu nha. Eo 74 quay đầu giúp em ha. Eo 74. Rồi ai lấy con này chốt mã số 1 giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã số 1 giùm em nha mọi người. Đầm đồng giá 69 nha mọi người ơi. Đầm đồng giá 69 giúp em ha. Đầm đồng giá 69. Đa số mấy cái này là còn tem hết nha mấy chị. Còn tem hết giùm em. Tại vì em lựa ra. Rồi mã số 1 cho chị Phương Thanh nè. Dạ em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị gái. Rồi con này nha. Ai lấy con này chốt mã son nè. Ai lấy con này chốt mã son giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã son giùm em. Ai lấy con này chốt mã son nha mấy chị ơi. Mã son. Cái này dạng bận trễ vai nha mấy chị. Cái này dạng bận trễ vai giúp em ha. Rồi mã son. Mã son giùm em nha. Mã son này cho em
Mã son này treo 52kg vừa nha mọi người. Mã son 52kg vừa ha. Mã son 52kg vừa. Son này em để cho mình 55 nha. Mã son em để cho mình 55 ha. Mã son 55. Mã son 55. Ai lấy son chốt mã son 55 giùm em nha. Mã son 55. Rồi mã số 2 giùm em nè. Mã số 2 con này cũng sang lắm nha mấy chị. Con này cũng sang lắm giùm em ha. Rồi ai lấy con này chốt mã số 2 giùm em nè. Ai lấy con này chốt mã số 2 giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã số 2 giùm em nha. Eo 74-75 luôn nha mấy chị. Eo 74-75 giúp em luôn ha. Rồi eo 74-75 giúp em luôn. Đó. Rồi ai lấy con này chốt mã số 2 trời. Chị Ngọc Mai đâu rồi ta? Chị Ngọc Mai còn trong live không? Mấy con này sang xỉu luôn á chị ơi. Chị Ngọc Mai vẫn còn trong live không ta? Eo 74 giúp em nha. Eo 74 giúp em nè. Đó, ai lấy con này thì chốt mã số 2 giùm em nha. Chốt mã số 2. Chốt mã số 2 giùm em, con này xinh lắm nha mấy chị gái. Con này xinh lắm giùm em nha, mã số 2. Mã số 2 giúp em nha. Chấm chấm bài cờ comment lên giùm em đi mấy chị ơi. Chấm chấm bài lên giúp em nha. Rồi con này hoa nhí nha. Con này chốt hoa nhí giúp em. Ai lấy con này chốt hoa nhí giùm em nè. À. Rồi ai lấy con này chốt hoa nhí giùm em nha mấy chị. Ai lấy con này chốt hoa nhí giùm em nha. Ai lấy con này chốt hoa nhí giùm em nha. Hoa nhí. Hoa nhí này eo. Hoa nhí này eo cho em eo 70 nè. Hoa nhí eo 70 nha mọi người. Hoa nhí eo 70, ai lấy hoa nhí chốt hoa nhí đồng giá. Đồng giá 69k nha, cái nào ít hơn hoặc là cao hơn em sẽ nói cho mọi người. Đồng giá 69k giúp em luôn nha. Hoa nhí. Ai lấy con này chốt hoa nhí giùm em nè. Ai lấy con này chốt mã hoa nhí giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã hoa nhí. Hoa nhí nha mấy chị ơi. Mấy cái đầm này em tiện á mọi người, đẹp đẹp không mọi người ơi. Hoa nhí đồng giá giùm em nha, 69. 69 đồng giá giúp em nha mấy chị ơi. Nói chung mấy giải đều là hàng shop hết nha mấy chị. Giải là hàng shop hết giúp em nha. Rồi ok. Số 2. Dạ rồi ok chị nha. Chị chờ em xíu nha. Đó rồi. Cái mẫu này thì chờ mấy mẫu này bà. Hoa nhí cho Bình Yên. Rồi cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Rồi con này eo cho em 76 nha mấy chị. 76-78 nha mấy chị. Eo này là 76-78 cho em nha. Mấy chị lớn tuổi là bạn hơi bị đẹp luôn nha mấy chị gái ơi. Đây, cỡ là cỡ chữ V nha. Nói chung tướng em thì nó không có đẹp mấy chị ơi. Tướng em bận nằm lên thì nhìn nó kỳ kỳ lắm. Em tướng em chỉ bận được áo dài thôi à. Thấy kỳ thiệt. Em chỉ bận được áo dài đẹp rồi mọi người. Nhưng mà em sợ cho mọi người thấy cái form á. Chứ em thì em bận đồ nhìn không có sang. Rồi ai lấy con này chốt mã riêu giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã riêu giùm em. Đây mấy chị, cái chất vải em bao đẹp với mấy chị luôn nha. Mấy chị nào mà khách mối mua bên hàng bên em là cứ an tâm nha. Em được mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em ha. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận. Rồi con này mã số 2 giúp em nè chị. Con này mã số 2 nha. Mấy cái này bạn sang lắm. Chị Ngọc Mai bả đâu rồi ta, sao bả? Chị Ngọc Mai chị còn trong live không? Trời mấy con này xinh lắm chị ơi. Đó rồi, mã số 2 đi chị ơi, mã số 2. Tại vì em bận nó hơi rộng á mọi người, em bận thì nó hơi rộng cái nách á. Em phải bóp lại. Đó. Mọi người bận vừa là ok luôn ha. Rồi ai lấy con này chốt mã số 2 giùm em nè, chốt mã số 2. Mã số 2 bận sang lắm nha mấy chị. Bận sang lắm. Cái vải cũng rất là thoải mái nha, vải rất là thoải mái cho em nha. Bên em á là mấy chị cứ bao cứ an tâm và chắc giải giúp em ha. Rồi ai lấy thì chốt mã số 2 giúp em nha. Ai lấy thì comment mã số 2 giúp em. Mã số 2 đồng giá cho em nha mọi người. Đồng giá giúp em luôn ha. Đồng giá giùm em nha mấy chị ơi. Đồng giá giúp em nha mấy chị gái ơi. Ai lấy thì chốt mã số 2 giùm em. Mã số 2 đẹp lắm luôn á, em nói thật. Cái mã số 2 đó đẹp lắm mấy chị, không lấy là tiếc lắm luôn á. Chị Linh Nguyễn mã số 2. Dạ chị Linh Nguyễn ơi, cho em xin luôn cái địa chỉ luôn nha chị. Cho em xin luôn cái địa chỉ đi ha. Đó rồi, ai lấy con này thì chốt mã đen giùm em nè. Ai lấy con này chốt mã đen giùm em nha mấy chị. Đây mã đen. Mã đen này thì em bận nó còn rộng lắm mấy chị. Em bận còn rộng lắm ha. Rồi con đen này cho em xem mờ bận vừa nha. 55-56kg bận vừa ha. Cái này nó dạng vải vải gì ta? Vải len đó mấy chị. Dạng vải len ha. Đó. Đây. Cái này là mình bận Tết được nha. Hôm nay em lai đầm là mấy cái đầm này mình bận Tết được hết nha mấy chị. Mình bận Tết hết được giùm em luôn nha.
Đó rồi A lấy con này chốt mã lên giùm em nè, CS M bận vừa nha. CS M bận vừa. Chị Linh Nguyễn ơi, cho em kêu luôn cái địa chỉ nha chị ơi. Em tôi có là sao chị ơi, là sao chị ơi, chị Ngọc Dào ơi, đầm eo hả chị, đầm eo 92 hả chị. Rồi A lấy con này chốt mã đen giúp em nha, A lấy con này chốt mã đen giùm em nè, A lấy con này chốt mã đen giúp em, chị nhắn tin lại giúp em nha, tại vì em đọc nó chưa có được hiểu ý lắm của chị á, chị comment lại giúp em với Ngọc Dào ơi. Chị Linh Nguyễn cho em cái số cái địa chỉ luôn nha chị, địa chỉ luôn đó chị gái ơi. Rồi không ở không em ơi, có dám em 92k ở không là sao chị gái, là sao chị gái ơi. Đó rồi, ai lấy con này phơm xuông này nha mấy chị, phơm xuông giùm em đây ở phía trước này, đá hết cho em nha, đá còn rất là mới luôn nha mấy chị, đá còn rất là mới cho em luôn. Nó phơm này cho em 55-56kg như vừa luôn ha, 55-56kg vừa luôn nha mấy chị ơi, đồng giá 69 hết nha mấy chị ơi, đồng giá 69 hết giùm em luôn nha mấy chị. Khách mới á, thương em thì chia sẻ bài giúp em nha mấy chị, chia sẻ bài giúp em mua hai cái trở lên nha mấy chị ơi. Len hả, à chất mã len, em chất mã len đen á hả Bình Yên ơi. Đầm eo 92 dạ có nha chị, bên em đầm loại nào cũng có nha chị gái ơi, đầm bên em loại nào cũng có luôn ha. Đó rồi, ai lấy con này, tại vì mấy cái đầm eo mấy cái đầm to thì nói chung á là nó cái kiểu thì nó đơn giản. Rồi, chốt đen cho lại cho Bình Yên, dạ cảm ơn Bình Yên nha. Rồi ai lấy con này chốt mã vàng nè. Đây nè mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha, đồng giá 69k giúp em. Đồng giá 69k giùm em luôn nha. Rồi một con đầm ngủ nha mấy chị. Một con đầm ngủ giùm em luôn, đầm ngủ 35 nè. Đầm ngủ 35 giùm em nè. Giải sao tim nha mấy chị. Đầm ngủ bi, đầm ngủ bi giúp em nha, đầm ngủ bi. Ôi em bận xấu quá. Đây cái này 58kg bận nha mấy chị. Ai lấy ngủ bi 35, ai lấy ngủ bi 35 giúp em nha, ai lấy ngủ bi 35, ngủ bi 35 giùm em nha, ngủ bi 35, ngủ bi 35 nha mấy chị gái ơi, ngủ bi 35, ngủ bi 35 giùm em nha, ngủ bi 35. Rồi con này zoom đỏ nha mấy chị, zoom đỏ say ớt nha mấy chị. Con này phải bạn vậy không ta? Zoom đỏ giùm em nè. À cảm ơn Bình Yên nha. Zoom đỏ này say ớt thôi nha mấy chị ơi. Zoom đỏ là say ớt giùm em thôi ha. Zoom đỏ là say ớt nha, ngủ bi 35. Ngủ bi đó bạn sướng lắm nha mấy chị. Ngủ bi bạn sướng lắm giùm em nha. Đó. Rồi ai lấy con này chốt qua. Ai lấy con này thì chốt zoom đỏ giúp em nha mấy chị. Ai lấy con này chốt zoom đỏ giùm em nè. Đó, ai lấy con này chốt zoom đỏ say ớt thôi nha. Zoom đỏ say ớt thôi nha mấy chị ơi. Ai lấy zoom đỏ giùm em nha. Ai lấy zoom đỏ giùm em. À, mấy cái đầm này đa số là còn tem hết nha mấy chế ơi. Mấy con đầm ở vui, mấy cái đầm này là đa số còn tem hết ha. Đa số còn tem hết giùm em nha. Rồi cảm ơn em nha. Rồi ai lấy con này thì chốt zoom đỏ giúp em nha. Chốt zoom đỏ giúp em. Dâm đỏ say ớt nha mọi người. Dâm đỏ say ớt. Rồi hoa nhí xanh, hoa nhí xanh giùm em nha mấy chị. Mấy chị khách mới á, thương á thì kết bạn giùm em nha mấy chị. Mấy chị khách mới kết bạn giúp em với. Mua đủ đơn giùm em, giùm em đi đơn ha. Đồng giá giùm em nha mấy chị ơi, đồng giá giùm em. Rồi ai lấy con này thì chốt hoa xanh giúp em đây. Hoa nhí xanh nha mọi người. Hoa nhí xanh eo 74-75 nha. Eo 74-75 53kg bận vừa nha mọi người, 53kg bận vừa. Rồi ai lấy con này thì chốt hoa nhí xanh, hoa nhí xanh giùm em nha, hoa nhí xanh. Ai lấy thì chốt hoa nhí xanh giúp em nha, ai lấy thì chốt hoa nhí xanh giùm em nha mọi người. Rồi cái này nha, cho em mã 14 nha. Ai lấy con này chốt giùm em mã 14. Mã 14 hàng của Top Shop luôn nha mấy chị. Đa số là hàng Top Shop rồi mấy cái hàng. Rồi ai lấy con này chốt mã 14 giùm em nè. Mã 14. Mã 14 giúp em eo 70 nha. Mã 14 eo 70 giúp em nha mấy chị. Mã 14 eo 70 giúp em ha. Mã 14 eo 70 giùm em nha. Mã 14. Ai lấy mã 14 chốt mã 14 giúp em ha. Chốt mã 14. Ai lấy chốt mã 14 giúp em nè. Ai lấy chốt mã 14 giùm em nha. Mã 14.
Mọi người ơi, ai trong live chấm chấm bài comment lên giúp em nha mấy chị ơi. Ai ở trong live thì chấm chấm bài comment lên giúp em với ạ. Rồi một con hàng của Top Shop nữa nha mấy chị ơi. Một con hàng của Top Shop nữa giúp em nha. Một con hàng Top Shop giùm em rồi. Con này 55kg nha mọi người. 55kg chốt mã 12 giúp em nha. Chốt mã 12 giúp em. Ai lấy con này chốt mã 12 giùm em nha. Mã 12. Ai lấy chốt mã 12 giúp em nha. Lát con lấy mấy cái mã để ra ngoài. Ai lấy chốt mã 12. Ai lấy chốt mã 12 giúp em nha. Ai lấy chốt mã 12. Rồi con này chốt mã sọc giùm em nha. Con này chốt mã sọc giùm em. Mã sọc size up nha mấy chị ơi. Mã sọc size up giùm em ha. Mã sọc. Ai lấy mã sọc chốt mã sọc giùm em nha. Mã sọc. Đó, ai lấy mã sọc chốt mã sọc giùm em nha. Mã sọc. Cái này mình vừa thắt nơ giúp em nha mấy chị. Đây nơ rất là đẹp luôn á. Rồi ai lấy con này chốt mã sọc giùm em nha. Mã sọc size up nha mấy chị. Mã sọc size up. Mã sọc size up. Cuối like xả đồ bé luôn ha. Cuối like xả đồ bé luôn. Xả hết đồ bé cho mọi người luôn ha. Tại vì ốp định sổ ở shop bán nè. Định sổ ở shop bán mà mọi người. Ai muốn mua đồ bé thì đợi cuối like em xả luôn nha mọi người. Đó rồi ai lấy con này chốt mã sọc giúp em nha. Chốt mã sọc giúp em. Mã sọc này đẹp quá. Ai lấy chốt mã sọc giúp em nha. Chốt mã sọc. Ai lấy mã sọc chốt mã sọc giùm em nha. Ai lấy mã sọc chốt mã sọc. Rồi con này xem mờ giúp em nha. Xây con này chốt mã nhung giúp em nha. Mã nhung. Mã nhung giùm em nha mấy chị ơi. 55kg quay đầu. 55kg chốt mã nhung giùm em nha. Chốt mã nhung. Ai lấy mã nhung chốt mã nhung giùm em. Mã nhung. Ai lấy mã nhung chốt mã nhung giùm em nha. Ai lấy mã nhung chốt mã nhung giùm em nè. Rồi một con body trắng nha. Một con body trắng Hà Thạch. Dạ em chào chị Hà Thạch. Nhung cho Bình Yên. Nhung cho Bình Yên. Dạ sọc cho chị nha. Cho chị Hà Thạch. Dạ em cảm ơn chị, hôm nay cũng thức khuya hả chị? Tại em mà chị thức khuya phải không? Tại em mà chị thức khuya phải không chị gái? Rồi, ai lấy con này thì chốt body trắng giúp em nha. Body trắng. Ai lấy con này chốt body trắng giúp em nè. Body trắng xe ớt luôn nha mọi người. Body trắng xe ớt giúp em nha. Xe ớt giùm em. Body trắng xe ớt giúp em ha. Chắc giải là giải u mì nha mọi người. Giải là giải u mì giùm em ha. Đó, rồi ai lấy con này thì chốt mã trắng giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã trắng giùm em. Và chắc phải là chắc phải u mì nha mọi người. Chắc phải u mì giúp em mã trắng. Mã trắng giùm em nha. Mã trắng. Chốt mã trắng giùm em. Chị Hà Thạch khách cũ. Khách có đơn rồi. Rồi ai lấy con này chốt mã vàng giùm em nè mấy chị. Ai lấy con này chốt mã vàng. Mã vàng này xinh lắm. Mã vàng này xinh lắm nha mấy chị. Ai lấy mã vàng chốt mã vàng giùm em nha. Maxi vàng á mấy chị. Maxi vàng có mút ngực giùm em ha. Maxi vàng có mút ngực giùm em. Ở phía sau có ba cái ở phía sau có ba cái hoa nha mọi người. Đây ba cái hoa ở phía sau giúp em ha. Đó rồi ai lấy maxi vàng thì chốt maxi vàng giúp em nha. Ai lấy maxi vàng thì chốt maxi vàng giùm em nè. Maxi vàng xây ớt nha. Maxi vàng xây ớt giúp em ha. Maxi vàng xây ớt. Maxi vàng xây ớt giùm em ha. Maxi vàng xây ớt. Đồng giá 69 nha mọi người ơi. Đồng giá 69 giúp em ha. Đồng giá 69. Đồng giá 69 giúp em nha. Đồng giá 69 giùm em. Rồi maxi hoa giùm em nha mấy chị. Cổ là cổ cột nha mọi người. Cổ cột. Rồi ai lấy con này thì chốt maxi hoa giùm em nha. Maxi hoa giùm em. Trời cột chứ mà cứng như này không gỡ được. Rồi ai lấy con này thì chốt maxi hoa giùm em nha mấy chị. Rồi, ai lấy con này chốt maxi hoa giùm em nha. Maxi hoa xem mờ. Maxi hoa xây M giúp em ha. Maxi hoa xây M giúp em. Rồi một con zoom nha. Zoom này là zoom mới, zoom new luôn nha mấy chị. Zoom new luôn ha. Zoom new luôn mà còn có một cái cho nên shop xả luôn á mấy chị. Zoom new giùm em luôn. Hồi trước bán 158.000 nha. Hôm nay xem cho mình đồng giá 69 luôn nha mấy chị. Rồi zoom này là xây ớt xây M bận vừa nha mấy chị. Zoom xanh. Zoom xanh xây ớt. Zoom xanh xây ớt xây M bận vừa giúp em ha. Rồi một con len nha mấy chị. Len cổ lọ giùm em nha. Len cổ lọ giúp em. Đây, len cổ lọ giúp em nha. Form này bao nhiêu ký bạn cũng vừa phi size giúp em nha. Đó, rồi ai lấy mã len chốt len giùm em nha. Bao nhiêu ký bạn cũng vừa hết giùm em ha. Đó, rồi ai lấy thì chốt mã len đen giúp em nha. Ai lấy chốt mã len đen. Ai lấy chốt len đen giúp em nha. Ai lấy chốt len đen giùm em. Rồi một con body
đeo hoa nha mọi người, nó dạng nhũ á. Rồi ai lấy con này chốt mã body đen nha, body đen giúp em nha mấy chị gái, body đen. Ai lấy body đen chốt body đen giùm em nha. Body đen eo 74, body đen eo 74 giúp em nha. Ai lấy body chốt body đen eo 74 giúp em, đồng giá 69, đồng giá 69 nha mấy chế ơi, đồng giá 69 giùm em nha. Ai trong like chấm chấm bà lên giùm em đi mấy chị, ai trong like thì chấm chấm bà lên giúp em ha. Rồi một cái maxi đen luôn nha mọi người, một cái maxi đen luôn, xem mờ không, con này xem sao nghe chắc chắn, con này xem ớt thôi mấy chị ơi, con này xem ớt thôi ha. Chế hùng lên, con này xem ớt nha mấy chị ơi. Đây con này xây ớt giúp em ha, cái này chống lưng nha mọi người, con này chống lưng giúp em đó. Đây chống nguyên cái lưng giúp em ha. Đó rồi ai lấy con này thì chốt maxi giùm em nha mọi người, maxi đen, maxi đen giúp em ha. Em biết bận vậy nó đúng không đó. Chốt maxi đen giúp em nha. Nó không biết bận sao. Chứ tại nó không biết bận à, sao. Rồi ai lấy con này chốt maxi đen giùm em nha, xây ớt thôi nha mấy chị, xây ớt giúp em nha, maxi đen. Rồi ai lấy con này chốt mã hoa giúp em nè, ai lấy con này chốt mã hoa giùm em nha, chấm chấm bài lên giùm em nha mấy chị ơi, chấm chấm bài lên giùm em ha. Rồi ai lấy con này chốt mã hoa giùm em nha, mã hoa xem mờ không, mã hoa này cho em 58kg vừa nha, mã hoa 58kg vừa, mã hoa 58kg vừa nha mọi người, mã hoa 58kg, mã hoa 58kg. Ai lấy mã hoa chốt mã hoa giúp em, ai lấy mã hoa chốt mã hoa giùm em, mã hoa giùm em nha. Rồi, một con form suông nha mấy chị, ren trắng giùm em nha, ren trắng. Ren trắng ai lấy ren trắng chốt ren trắng giùm em nha, ren trắng em để mình 55 nha. Ren trắng em để cho mình 55. Ren trắng em để cho mình 55 nha. Ai lấy ren trắng chốt ren trắng giúp em. Xanh đen. Rồi con này mã xanh đen giúp em nha. Ai lấy con này chốt xanh đen. Ai lấy con này chốt mã xanh đen giúp em ha. Ai lấy con này chốt mã xanh đen. Xanh đen này xây ớt xem mờ, xây ớt mà không vừa đâu mấy chị ơi. Con này là eo 78 nha. Con này eo 78 giúp em, chốt mã xanh đen ha. Xanh đen giúp em nha. Xanh đen. Ai lấy thì chốt mã xanh đen giúp em nha. Chốt mã xanh đen. Ai lấy chốt mã xanh đen giùm em nha. Rồi một con bo đề dây nha mọi người. Xây ớt xem mờ bận vừa giúp em ha. Xây ớt xem mờ bận vừa giúp em. Rồi ai lấy chốt mã bo đề dây giúp em nha. Chốt mã dây. Mã dây giùm em nha, ở phía sau có sẻ nha mọi người. Ở phía sau có sẻ cái cái body này bạn vô sinh lắm á mấy chị. Cái body này bạn vô sinh lắm. Cái vải rất là mát nữa. Cái vải mát lắm mấy chị. Nói rồi, ai lấy con này thì chốt body dây giúp em nha. Chốt mã dây đi. Ai lấy con này chốt mã dây giùm em nè. Mã dây này bạn mát lắm, cái vải nó rất là mát mấy chị. Cái gì vậy, cục vàng. Đó rồi, ai lấy mã dây chốt mã dây giùm em nha. Ai lấy mã dây chốt mã dây giùm em. Vải bận rất là mát nha mấy chị. Rồi ai lấy mã dây chốt mã dây giúp em ha. Ai lấy mã dây chốt mã dây giùm em. Chấm chấm bài chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Chấm chấm bài chia sẻ bài giùm em đi mấy chị gái ơi. Ai lấy mã dây chốt mã dây giúp em nha. Ai lấy mã dây chốt mã dây giùm em. Rồi vàng. Ai lấy vàng thì chốt mã vàng giùm em nè. Ai lấy vàng chốt mã vàng giùm em nha. Ai lấy vàng chốt mã vàng. Ai lấy mã vàng chốt mã vàng giùm em nha. Ai lấy vàng chốt mã vàng. Vàng xe ớt xe mờ bận vừa nha. Xe ớt xe mờ bận vừa giúp em ha. Xe ớt xe mờ bận vừa 55kg. 55kg quay đầu chốt mã vàng. Chốt mã vàng giùm em nha. Mã vàng. Ai lấy mã vàng chốt mã vàng giùm em. Rồi ai lấy hôm nay chốt mã 20. Mã 20 giúp em nha. Cái này zoom nha mọi người. Zoom có quần ở phía trong hả? Đây có quần ở phía trong giùm em nha. Có mút ngực nha mấy chị ơi. Đó rồi, con này xe ớt nha mấy chị. Con này xe ớt giúp em ha. Cái này có zoom, có quần ở phía bên trong nha mọi người. Có quần ở phía bên trong giúp em. Rồi ai lấy con này chốt mã 20. Ai lấy con này chốt mã 20 giúp em nha. Mã 20. Ai lấy chốt mã 20 giùm em. Ai lấy chốt mã 20 giúp em nha. Rồi một con nu nè, ai lấy nu chốt mã nu giùm em nha. Ai lấy nu chốt mã nu giùm em. Ai lấy nu chốt mã nu giúp em ha. Ai lấy nu chốt mã nu giùm em nha.
ở phía trên là rang nha mấy chị, ở phía trên là rang giúp em ha. Rồi con này xay ớt thôi nha mấy chị ơi, con này xay ớt giúp em nha, xay ớt, xay ớt giùm em nha. 48 kg quay đầu, 48 kg quay đầu rang nu, 48 kg quay đầu rang nu giúp em. Rồi một con mã sọc, ai lấy sọc chút mã sọc giùm em nè, ai lấy sọc chút mã sọc giùm em nha, ai lấy sọc chút sọc, sọc cho em xem mờ nha. 55 kg quay đầu, 55 kg quay đầu. Đây một con dâm nha mấy chị, một con dâm giúp em. Dâm này em nhảy chắc xay ớt thôi mấy chị, dâm này chắc xay ớt thôi. Ai lấy dâm chút mã dâm giùm em ha. Tay của dâm là rang nha mọi người, von chứ von. Dâm này co giãn ha, dâm này co giãn giúp em. Ôi cái dâm này mà bận đẹp để bận thôi. Dâm này có mút ngực nha mấy chị, dâm này có mút ngực giúp em ha. Rồi ai lấy con này chút mã dâm giùm em nè. Dâm này cho em xay ớt thôi nha mấy chị, dâm xay ớt giúp em ha. Ôi út bận đẹp không tiên, đẹp không, không đẹp hả? Đúng rồi hả, mẹ thấy đẹp mà hả? Không hợp hả? Thôi chắc hợp á, thích cái này. Cái này giống như cái hồi bữa mà cái dâm trắng đó lại lấy á. Rồi ai lấy con này chốt dâm giùm em nha, ai lấy con này chốt dâm giùm em. Ông ơi lấy em để em bận. Ông cái này bận xinh thiệt á, dễ chịu nữa. Ai lấy mã dâm chốt mã dâm giùm em nha, ai lấy mã dâm chốt mã dâm giùm em. Rồi một con body hoa nha mấy chị, body hoa giúp em. Ở phía sau đang dây ha, ở phía sau đang dây giúp em nha. Đó, ở phía sau đang dây giúp em nha. Có mút ngực nha mấy chị, có mút ngực giùm em luôn. 50 kg quay đầu, 50 kg quay đầu nè, con ấm nào bệnh đi. 50 kg quay đầu nha mấy chị ơi, 50 kg quay đầu hả? Rồi ai lấy con này thì chốt maxi giùm em nha, ai lấy con này chốt maxi giùm em. Maxi, ai lấy con này chốt maxi giùm em nha. Con này xem mờ nha mấy chị. 55-56 kg vừa hả? 55-56 kg vừa, chốt maxi giùm em. Maxi, ai lấy maxi chốt maxi giùm em. Rồi con này chốt mã dây giùm em nè, cái này gương hay gì nè mọi người. Đó rồi ai lấy con này chốt mã gương giùm em đi, ai lấy con này chốt mã gương giùm em nha. Gương này à, gương này cho em 52-53 kg nha. Ai lấy gương chốt mã gương giúp em ha, ai lấy mã gương chốt mã gương giùm em nha, ai lấy mã gương chốt mã gương giùm em nha. Rồi ai lấy gương chốt mã gương giúp em. Rồi một con váy xay ớt nha mọi người, con này xay ớt giùm em nha. Chốt mã dây, ai lấy dây chốt mã dây giùm em nha, ai lấy dây chốt mã dây, ai lấy dây chốt mã dây giùm em. Tiên con thay đầm con vô like đi tiên. Rồi ai lấy con này chốt mã sọc giùm em nha mấy chị. Mã sọc này xinh lắm nha mấy chị. Nguyên hàng nút ở phía trước là nút gài giùm em ha, nút gài giùm em nha mấy chị ơi. Cái này mình đi làm công sở được nha mấy chị. Rồi ai lấy sọc chốt mã sọc giùm em nha. Mã sọc eo 74-75, mã sọc eo 74-75 giùm em nha, eo 74-75. Rồi con này mã riêu đi mấy chị, mã riêu đây, mẫu mặt đây mấy chị, rất là đẹp giùm em ha. Đó, mẫu mặt giùm em nha. Rồi con này cho em, con này, ủa cái này trước hay sao? Đây sao, đây trước nè mọi người. Đó, rồi ai lấy con này chốt mã riêu giúp em nha. Mã riêu xem mờ, mã riêu xem mờ, đầm bên em đồng giá 69 nha mấy chị ơi. Đầm bên em đồng giá 69. Đó, rồi ai lấy con này, ai lấy con này chốt mã xanh giùm em nha. Xanh phối đẹp lắm mấy chị, xanh phối rất là đẹp luôn ha. Rồi ai lấy, ai lấy con này chốt mã xanh giúp em nha. Riêu cho Bình Yên, dạ rồi cảm ơn Bình Yên nha. Rồi ai lấy con này chốt mã xanh nè. Chị Phương Thanh ơi, cái này chị bận dừa nè, cái này chị bận nhìn chắc sang lắm á. Rồi ai lấy con này chốt mã xanh giúp em nha. Mã xanh này có co giãn nha mấy chị, mã xanh có co giãn giúp em nha. Đó, ai lấy mã xanh chốt mã xanh giùm em nha. Mã xanh size M bận vừa ha, size M bận vừa giúp em. Rồi ai lấy con này chốt mã xanh giùm em nha, size M bận vừa, size M bận vừa nha mấy chị. Rồi một con ren trắng nha, một con ren trắng giùm em nha. Ai lấy con này chốt ren trắng giùm em nè, ai lấy con này chốt ren trắng giùm em ha, ai lấy con này chốt ren trắng giùm em nha, ai lấy con này chốt ren trắng giùm em nè. Ren trắng eo 74 nha mọi người, ren trắng eo 74 giúp em ha, ren trắng eo 74. Nếu kéo nữa. Ren trắng eo 74 nha mọi người ơi. Ren trắng con này là zoom nha mấy chị, con này zoom giùm em nha.
Dùm này CM bận dừa nha mọi người. Dùm này CM bận dừa giúp em. Dùm này là dùm ống rộng nha mọi người. Dùm ống rộng. Dùm ống rộng CM bận dừa giúp em nha. Ai lấy thì chốt dùm giúp em. Ai lấy thì chốt dùm giúp em nha mấy chị ơi. 55kg quay đầu nha mấy chị. 55kg quay đầu. 55kg quay đầu giúp em nha. Quay vô đó con đi con. 55kg quay đầu giùm em nha. Khỏi thôi cũng được, con quay vô đó là được rồi. Khỏi thôi. Mấy chị ơi, ai đang trong live thì chấm chấm bài, chia sẻ bài giúp em nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị gái ơi. Rồi ai lấy con này chốt mã sập giùm em nha, sập xanh nha mấy chị ơi, sập xanh. Ai lấy sập xanh chốt sập xanh giùm em nha. Ai lấy sập xanh chốt sập xanh giùm em nha. Sập xanh xay ớt nha mấy chị ơi. Sập xanh xay ớt giúp em nha. Sập xanh xay ớt giùm em nha. Ai lấy sập xanh thì chốt sập xanh. Ai lấy sập xanh chốt sập xanh xay ớt giùm em nha. Xay ớt 48 quay đầu nha mọi người. 48kg quay đầu. 48-49kg quay đầu giúp em nha. 48-49kg quay đầu nha mọi người ơi. Ai lấy sập xanh chốt sập xanh giúp em nha mọi người. Ai lấy sập xanh chốt sập xanh giúp em nha. Uống mấy cục đá nha. Hôm nay đi ngoại lấy cái vô cho mẹ uống miếng mẹ khách nhé. Ai lấy sập xanh chốt sập xanh giùm em nè. Đây, cái này xanh ren, ren xanh nha mọi người ơi. Ren xanh, ai lấy ren xanh chốt ren xanh giùm em nha. Ren xanh 52kg quay đầu. Ren xanh 52kg quay đầu, đồng giá 69k. Đồng giá 69k nha mọi người ơi. Đồng giá 69k giúp em nha. Đồng giá 69k. Đồng giá 69k giùm em mấy chị ơi. Má xì hoa giùm em nha. Má xì hoa. Má xì hoa 52kg quay đầu. 52kg quay đầu. Má xì hoa 52kg quay đầu, đồng giá 69. Đồng giá 69 nha mấy chị ơi. Đồng giá 69 giúp em. Đồng giá 69 giúp em nha mấy chị ơi. Con nhìn đi cho nó quạt luôn. Rồi ai lấy đồ này chốt mã đen, chốt mã body đen giúp em nha. Body đen nha mấy chị ơi. Ai lấy body đen chốt body đen giúp em nha. Ai lấy body đen chốt body đen giúp em mấy chị ơi. Body đen. Chốt mã cam giùm em nha. Giải u mì giùm em nha mấy chị. Giải u mì giùm em. Chất quả u mì. Con này cho em 52-53kg nha mấy chị ơi. 52-53kg giùm em. 52-53kg giùm em nha. Rồi ok. Ai lấy con này chốt mã cam. Ai lấy con này chốt mã cam giúp em nha. Chốt mã cam giùm em. Ai lấy chốt mã cam nha mấy chị gái ơi. Ai lấy chốt mã cam giúp em. Ai lấy con này chốt mã cam giùm em nha. Mấy chị ơi, ai mà chưa có đủ, ai chưa đủ đơn á mấy chị. Ai chưa đủ đơn, chốt thêm đủ đơn giúp em nha. Chốt thêm đủ đơn giúp em với ạ.
Mọi người có ai muốn xem mọi người có ai muốn xem đội em bé không? Em lên đội em bé ha. Em lên đội em bé nha mấy chị. Em theo đội em bé cho mọi người ha. Xem cái màn hình nó có bị nhè không vậy mấy chị ơi? Mấy chị xem nó có bị nhè không? Xem thấy nó bị nhè sao hết tâm? Mấy chị xem nó có bị nhè không mấy chị gái ơi? Rồi ai lấy hôm nay chốt hoa nhí giùm em nha. Hoa nhí xem mờ. Hoa nhí xem mờ giúp em nha. Lấy hôm nay chốt hoa nhí. Ai lấy hôm nay chốt hoa nhí giùm em nha mấy chị gái ơi. Ai lấy hôm nay chốt hoa nhí giùm em nha. Ai lấy hôm nay chốt hoa nhí giúp em. Ai lấy hôm nay chốt hoa nhí giùm em nha. Ai lấy hôm nay chốt hoa nhí giùm em. Rồi con này cam bi giùm em nha. Bi cam. Ai lấy chốt bi cam giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt bi cam giùm em. Ai lấy chốt bi cam giúp em nha. Ai lấy chốt bi cam giùm em. Ai lấy chốt bi cam giúp em hả? Ngọc. Đây em hả? Ai lấy hôm nay chốt bi cam giùm em nha mấy chị ơi. Rang bình yên. Bình yên cái gì rang ta? Bình yên ơi, nãy em chốt cái gì rang hả? Rang hay sao vậy em? Dẻo lắm. Dạ em thấy nó cứ bị nó bị nhè á mọi người. Em thấy nó bị nhè á. Em không biết mọi người thấy nó có bị nhè không ta? Chốt hoa nhí cho chị Hoa thật. Chị Hà thật rồi con đi ra ngoài con đo luôn đi. Rồi ai lấy thì chốt bi cam giúp em nha. Ai lấy hôm nay chốt bi cam giùm em nè. Chốt bi cam giùm em. Bây giờ đỡ chưa mọi người ơi? Bây giờ nó có đỡ chưa mấy chị? Bây giờ mấy chị thấy nó có đỡ hơn chưa mấy chị gái? Bây giờ mọi người thấy nó rõ hơn chưa mấy chị? Em như con dâm này eo 80 nha chị ơi. Con dâm eo 80. Con dâm eo 80 nha chị ơi. Con dâm này eo 80 nha chị Phương Thanh ơi. Hoa nhí cho chị Hà Thập. Em cảm ơn chị. Đơn trước của chị em đi rồi ha. Nói rồi ai lấy con này chốt bi giùm em nè. Bi cam. Ai lấy bi cam chốt bi cam giùm em nha. Ai lấy bi cam chốt bi cam. Mấy chị có ai muốn xem đồ em bé không? Mấy chị có ai muốn xem đồ em bé không? Dạ hơi rộng quá chị. Rồi ai lấy con này à? Cái này zoom nha mấy chị ơi. Cái này zoom giúp em ha. Zoom. Zoom cái này hở lưng nha mọi người. Zoom cái này xe ớt giùm em nha mấy chị. Con này zoom này xe ớt giúp em ha. Zoom xe ớt trầm cổ với mút ngực giúp em nha. Rồi ai lấy con này chốt zoom giùm em nè. Cái này sao baby quá vậy ta? Rồi ai lấy zoom chốt zoom giùm em nha mọi người. Xả cái dây cổ ra xíu ha. Tại vì em lười xả quá.
Rồi ai lấy hôm nay chốt zoom giùm em nha, zoom vàng. Zoom vàng có mốt ngực dày dặn luôn nha mấy chị. Zoom vàng có mốt ngực dày dặn giúp em luôn ha. Rồi ai lấy zoom vàng chốt zoom vàng giùm em nha. Ai lấy zoom vàng chốt zoom vàng. Zoom vàng giùm em ha. Rồi con này bi cho em nha, chốt mã bi nha mấy chị. Con này chốt mã bi giùm em nha, mã bi. Ai lấy mã bi chốt mã bi giùm em nha, cái này hở lưng nha mấy chị, con này hở lưng nha. Bi. Rồi ai lấy mã bi chốt mã bi giùm em nè, mã bi. Mã bi này cho em xe ớt thôi nha. Mã bi xe ớt mốt ngực dày dặn hở hở lưng nha mọi người, con này hở lưng giúp em ha. Đó rồi ai lấy con này chốt mã bi giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã bi giùm em. Ai lấy con này chốt mã bi giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã bi giùm em nha. À, đơn của chị Phương Thanh ngày mai em đi được không chị gái ơi? Đơn của chị ngày mai em đi được không? Đó rồi ai lấy con này thì chốt mã thổ cẩm giùm em đi mấy chị. Ai lấy con này chốt mã thổ cẩm giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã thổ cẩm giùm em. Mã thổ cẩm giúp em nha mấy chị ơi. Ai lấy con này chốt mã thổ cẩm. Thổ cẩm này cho em xây nha. Mã thổ cẩm. Mã thổ cẩm này cho em E74 luôn nha mấy chị. Nút ở phía trước là nút dài ha. Nút ở phía trước là nút dài giúp em nha. Đó rồi ai lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm giùm em nha. Chốt mã thổ cẩm giúp em. Rồi con này mã đỏ nha mọi người. Chốt con này mã đỏ giúp em nha. Mã đỏ. Ai lấy mã đỏ chốt mã đỏ giùm em nha. Ai lấy mã đỏ chốt mã đỏ giùm em nha. Ai lấy mã đỏ chốt mã đỏ giùm em ha. Ai lấy mã đỏ chốt mã đỏ giùm em nha. Mã đỏ. Mã đỏ E74 nha. Mã đỏ E74. CSM bọn vừa ha. E74 giúp em nha. Ai lấy chốt mã đỏ giùm em. Mã đỏ. Bên em đồng giá 69k nha mọi người. Bên em đồng giá 69k. Bên em đồng giá 69k nha. Đó rồi con này mã trắng cho em nè. Trắng giùm em nha. À lấy con này chốt mã trắng giùm em ha. Mã trắng. Mã trắng này xe ớt thôi nha mấy chị ơi. Mã trắng này xe ớt giúp em ha. Mã trắng xe ớt giùm em nha. Mã trắng xe ớt. Ai lấy mã trắng chốt mã trắng giùm em nha. Ai lấy mã trắng chốt mã trắng giùm em ha. Mã trắng này xe ớt thôi nha mấy chị. 48kg quay đầu giúp em ha. Rồi ai lấy mã trắng chốt mã trắng giùm em nha. Ai lấy mã trắng chốt mã trắng giùm em. Mã trắng xe ớt thôi nha mấy chị gái ơi. Mã trắng xe ớt giúp em nha. Ai lấy mã trắng chốt mã trắng giùm em. Rồi con này số. Con này chốt mã 15 giùm em nè mấy chị. Con này chốt mã 15 giùm em nha. Ai lấy mã 15 chốt mã 15 giúp em ha. Ai lấy mã 15 chốt mã 15 giùm em nha. Ai lấy mã 15 chốt mã 15 giùm em luôn nha. Ai lấy mã 15 chốt mã 15. Rồi ai lấy mã 15 chốt mã 15 giùm em luôn. E74-75. E74-75 giúp em luôn nha mấy chị. Kéo dặn cổ đổ ra phía sau nha mọi người. Kéo dặn cổ đổ ra phía sau giúp em ha. Rồi ai lấy hôm nay chốt mã giùm em 15. Chốt mã 15 giúp em ha. Chốt mã 15. Chốt mã 15 giúp em ha. Rồi ai lấy hôm nay chốt mã 15. Đây cổ nó đổ ra phía sau nha mọi người. Đây cổ đổ ra phía sau giúp em ha. Đó rồi ai lấy hôm nay chốt mã 15. Ai lấy hôm nay chốt mã 15 giùm em ha. Ai lấy hôm nay chốt mã 15. Ai lấy hôm nay chốt mã 15 giúp em nha. Rồi cái này zoom nha mấy chị. Con này zoom giúp em nha. Zoom sập. Ai lấy zoom sập chốt zoom sập. Em làm biến sổ á. Rồi zoom sập xem mờ nha mấy chị. Zoom sập xem mờ giúp em. Ai lấy zoom chốt mã zoom giùm em nha. Xem mờ 55kg quay đầu. 55kg quay đầu. Ai lấy zoom sập chốt zoom sập giùm em. Mấy chị ơi có ai muốn coi đồ em bé không? Có ai muốn coi đồ em bé không? Em xả đồ em bé nha mọi người. Ai muốn xem gì nữa comment giúp em đi mấy chị ơi. Ai muốn xem gì nữa comment giúp em đi mấy chị gái. Ai muốn xem gì nữa comment giúp em đi mấy chị gái ơi. Ai muốn xem gì comment giúp em đi mấy chị ơi. Rồi con body nhũ giúp em nha. Một con body nhũ xe ớt nha mấy chị. Một con body nhũ xe ớt giúp em nha. Một con body nhũ xe ớt giúp em nha mấy chị. Body nhũ xe ớt giúp em nè. Ai lấy body chốt body giúp em nha. Xe ớt 48kg quay đầu thôi nha mấy chị. 48kg quay đầu giúp em nha. Ai lấy thì chốt body nhũ giúp em ha. 48kg quay đầu. Ai lấy body nhũ thì chốt body nhũ giúp em nha. Ai lấy body nhũ thì chốt body nhũ giúp em. Rồi một con maxi đen luôn nha mấy chị.
Maxi hở lưng giùm em ha. Rồi ai lấy nha, ai lấy con này thì chốt maxi đen giúp em nè. Maxi đen CS luôn nha mấy chị ơi. Maxi đen CS giùm em nha, hở lưng nha mấy chị. Hở lưng giúp em. Hở lưng giúp em luôn nha. Mấy chị ơi, ai ở trong live mấy chị muốn ai muốn xem gì comment lại giúp em đi. Comment lại giúp em nha mấy chị gái. Rồi một con cổ đổ giúp em nha, một con cổ đổ. Rồi con này cho em 50kg quay đầu nha, 50kg quay đầu, cổ đổ giúp em nè. Rồi ai lấy con này chốt mã số 2. Chốt mã số 2 giùm em nha, chốt mã số 2. Chốt mã số 2 giùm em đi mấy chị. Ai còn đang trong live chấm chấm bài giùm em đi mấy chị ơi. Ai còn đang trong live chấm chấm bài lại giúp em nha. Rồi ai lấy con này chốt body đen giúp em nha. Body đen, body đen 52-53kg nha. Body đen 52-53kg. Ai lấy chốt body giùm em nha. Ai lấy con này chốt body giúp em. Ai lấy con này chốt body giùm em nha mấy chị. Body đen, body đen giúp em ha. Rồi ai lấy con này chốt body trắng nè. Body trắng, body trắng giúp em nha mấy chị gái ơi. Ai lấy con này thì chốt body trắng giúp em nha. Rồi body trắng giúp em nè. Ai lấy con này chốt body trắng giúp em. Ai lấy con này thì chốt body trắng giúp em nha. Body trắng nó có ngọc hết nha mọi người. Đây rất là xinh giùm em luôn ha. Mọi người ơi, ít người xem quá chắc em nghỉ quá ha. Em nghỉ ngày mai em like nha mọi người. Ngày mai em like ha. Bữa nay còn ít người xem quá. Mọi người có ai muốn xem đồ em bé không? Xem đồ em bé thì em xả đồ em bé. Mọi người ơi, ai muốn xem đồ em bé thì em xả đồ em bé. Xem áo lẻ hả chị? Dạ áo lẻ. Đây cái xanh này rất đẹp luôn nè chị. Con kinh cái chồng áo lẻ bên đó qua đây đi. Áo lẻ hồi chiều buổi á. Rồi ai lấy con này chốt mã xanh giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã xanh giúp em. Mã xanh này em để cho mình 100 nha mấy chị. Mã xanh này em để cho mình 100. Size là size S nha mấy chị. Size là size S giúp em ha. Đây size S L70 nha mấy chị. Size S L70 giùm em ha. Đây size S L70 giùm em nha. Cái này nó hở nha mọi người. Cái này là ren giúp em ha. Đó rồi ai lấy con này chốt mã xanh. Xanh này em để mình 100 nha mấy chị ơi. Đó, ai lấy con này chốt mã xanh giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã xanh giùm em. Ai lấy con này chốt mã xanh giùm em nha. Phải móc cái này lên đi tiên. Ôi vô rồi chết rồi, đổ hết rồi. Lấy cái ghế đỏ vô đây tiên. Lấy cái ghế đỏ ở ngoài đó đó tiên. Dạ để em lên áo vậy, để em lên áo lẻ nha mấy chị. Để em lên áo lẻ ha. Để em lên áo lẻ cho mọi người xem ha. À, lấy con này chốt mã trắng giùm em nè. Áo lẻ đồng giá cho em 49 nha. Áo lẻ đồng giá 49 giúp em nha mọi người. Áo lẻ đồng giá 49. Áo lẻ đồng giá 49 nha mọi người ơi. Áo em đang bận thì chốt mã cô gái giúp em ha. Xe ớt nha mọi người. Xe ớt giùm em rồi. Mã cô gái giùm em nha mấy chị. Mã cô gái. À lấy con này chốt mã cô gái giúp em ha. À lấy con này chốt mã cô gái giùm em nha. Dạ có nha chị, dạ có. Cái này đầm em bé nha mấy chị ơi, cái này đầm em bé giùm em ha. Đầm em bé giùm em nha. Con này à, con này cho em 14-15kg thôi nha mọi người. Chốt bé giúp em nha, bé 10k. Bé 10k giúp em ha. Bé 10k. À lấy bé chốt bé giùm em 14-15kg thôi nha mọi người. 14-15kg giùm em nha. Ai lấy bé chốt bé giùm em ha. Ai lấy bé chốt bé giùm em nha. Ai lấy bé chốt bé. Bé 14-15kg nha mấy chị. Bé 14-15kg giúp em. Rồi áo trắng giùm em nha. Trắng kem nha mọi người. Trắng kem giùm em nha. Chốt mã trắng. Chốt mã trắng giúp em ha. Chốt mã trắng. Chốt mã trắng giùm em nha. Rồi con này chốt mã đen giùm em nè. Ai lấy con này chốt mã đen giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã đen. Mã đen giùm em nha.
ba cái đường này là đá nha mọi người, ba cái đường này là đá giúp em ha. Mã đen, mã đen phơm phi xay nha, mã đen phơm phi xay. Rồi con này cho em mã xanh, mã xanh giùm em ha. Mã xanh đồng giá luôn nha mọi người ơi, 49k hết nha mọi người. Rồi mã đen, mã đen giúp em ha. Ai lấy mã đen chốt mã đen giùm em nha. Ai lấy mã đen chốt mã đen. Mã đen. Rồi con này comment mã đỏ giúp em nha. Mã đỏ. Ai lấy đỏ chốt mã đỏ giùm em nè. Rồi nô, ai lấy nô chốt nô giùm em nha. Nô say ớt cho mọi người. Nô say ớt giúp em. Ai lấy nô chốt mã nô giùm em nha. Mã nô. Rồi con này nhung nha mọi người. Nhung say ớt giùm em ha. Nhung say ớt giùm em. Ai lấy nhung chốt mã nhung nha. Ai lấy chốt mã nhung. Rồi cổ cá sấu, kiểu cá sấu giùm em nha. Rồi mã vàng. Ai lấy mã vàng chốt mã vàng. Rồi con đưa keo với lại đưa ấy đi, con có làm gì làm đi. Đưa keo đưa đồ đi úp chốt cho. Con có làm gì làm đi. Rồi ai lấy này chốt hoa. Chốt hoa nhí giùm em nha mấy chị. Hoa nhí. Hoa nhí CSM nha. Hoa nhí CSM giúp em. Hoa nhí CSM. Ở đây sao Nguyên đóng áo phông vậy? Hoa nhí giúp em nha, lấy hoa nhí, chốt hoa nhí giùm em. Rồi kim sa giúp em nha mấy chị. Kim sa co giãn nha mấy chị ơi. Kim sa co giãn giúp em nè. Kim sa co giãn. Ai lấy kim sa chốt kim sa giùm em nha. Kim sa này CSM bận vừa ha. Rồi chốt mã số 2 giùm em nha. Mã số 2 SM bận vừa nha. CSM bận vừa. CSM bận vừa rồi. Mã vàng. Mã vàng giúp em ha. Ai lấy vàng chốt mã vàng. Vàng 52-53kg nha. 52-53kg. Rồi kim sa. Kim sa giúp em nha. Kim sa này cho em 55kg nha mọi người. 55kg. Ai lấy kim sa chốt kim sa giùm em nha. Kim sa. Rồi một áo sọc nha mọi người. Áo sọc. Áo sọc xây ớt nha. Cái này thì mình dạng khoác. Khoác nhẹ ở ngoài nha mọi người. Khoác cho mọi người. Rồi ai lấy con này thì chốt mã sọc giúp em nha. Ai lấy con này chốt mã sọc giùm em nha. Ai lấy sọc chốt mã sọc. Rồi áo phông. Chốt mã số 2. Chốt mã số 2 giùm em nha. Mã vàng. Mã vàng ở phía sau dây chéo nha mọi người. Mã vàng ở phía sau dây chéo giúp em ha. 55kg quay đầu. 55kg quay đầu chốt mã. Mã vàng. Rồi con này mã hồng. Lớp tết mã hồng giùm em nha. Có mút ngực nha mấy chị ơi. Có mút ngực dài dặn ở phía bên trong giùm em ha. Đó rồi ai lấy con này chốt mã hồng giùm em nha. Mã hồng. Mã hồng xây nha. Mã hồng này cho em 50kg thôi nha mọi người. 50kg. Rồi thổ cẩm giùm em nha. Thổ cẩm. Mã thổ cẩm giùm em 55kg vừa. 55kg vừa chốt mã thổ cẩm giùm em ha. Mã thổ cẩm. Đơn này chốt mã mèo giùm em nha. Mã mèo xây ớt. Mã mèo xây ớt giùm em ha. Ai lấy chốt mã mèo xây ớt giúp em. Rồi áo sọc. Ai lấy áo sọc chốt áo sọc giùm em nha. Áo sọc này xây xem mờ nha mọi người. Áo sọc xem mờ giúp em ha. Áo sọc xem mờ dạng lớp tớp nha mấy chị ơi. Dạng lớp tớp giùm em nè. Rồi kim sa đen. Kim sa đen giùm em nha mấy chị. Kim sa đen. Kim sa đen giùm em ha. Con này mã đỏ. Ai lấy con này chốt mã đỏ giùm em nha. Mã đỏ. Mã đỏ có mốt ngực nha mấy chị ơi. Mã đỏ có mốt ngực dày dặn giúp em ha. Rồi ai lấy con này chốt mã đỏ giùm em nè. Mã đỏ. Rồi con này cho em mã đen nha. Mã đen. Ai lấy con này chốt mã đen giùm em. Mã đen. Rồi con này mã xám. Con này mã xám giúp em nha. Ai lấy xám chốt mã xám giùm em nè. Ai lấy con này chốt mã xám giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã xám giùm em ha. Ai lấy con này chốt mã xám giùm em. Rồi một con lớp tớp luôn nha. Rồi ai lấy con này chốt mã lớp tớp giùm em luôn ha. Lớp tớp. Rồi một con nâu nha mấy chị. Ai lấy nâu chốt nâu giùm em. Nâu có dây rút hai bên nha. Nâu có dây rút hai bên giùm em. Ai lấy nâu chốt mã nâu giùm em. Rồi ai lấy con này chốt mã số 1 giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã số 1. Mã số 1 xe ớt nha. Mã số 1 xe ớt. Rồi cho em mã bi. Ai lấy bi chốt bi giùm em nha. Ai lấy con này chốt bi giùm em nha. Ai lấy bi chốt bi giùm em. Bi tay xè nha. Ai lấy bi chốt mã bi nè. Mã bi. Rồi con này mã bò giúp em nha. Cái này có dây cuộc nha mọi người. Dây cuộc giùm em ha. Xem mà
ếch mờ bận dừa giùm em ha. Mã bò rồi, chốt mã bò giúp em nha, chốt mã bò. Ủa mấy cái người hồi nãy mà chốt không đủ đơn xả ra luôn đi Tiên, sợ có đó luôn đi, sợ mở vô luôn đi con. Rồi ai lấy con này chốt mã xám giùm em nha, ai lấy con này chốt mã xám giùm em ha, ai lấy con này chốt mã xám giùm em. Xám phi xay nha mọi người, xám phi xay, xám phi xay giùm em ha. Rồi một con mã trắng, ai lấy trắng chốt mã trắng giùm em nha. Co giãn rất là nhiều nha mọi người, cái trắng này vải đẹp lắm, cái trắng vải đẹp lắm giùm em ha. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em nha. Rồi hoa đỏ, hoa đỏ giùm em nha, hoa đỏ, hoa đỏ cho em 60 quay đầu nha, 60 kg quay đầu. Chào Nga Tuyết nha, còn thức khuya dữ vậy hen. Rồi ai lấy con này chốt hoa đỏ giùm em nha, ai lấy con này chốt hoa đỏ, hoa đỏ 60 kg quay đầu nha, 50 tới 60 kg quay đầu giúp em ha. Rồi con này chốt mã vàng, ai lấy con này chốt mã vàng giùm em nha, mã vàng xem mờ SM bận vừa nha, SM bận vừa, ai lấy thì chốt mã vàng, ai lấy thì chốt mã vàng. Rồi con này cho em mã, mã đen nha mọi người, đen xe hết rồi mọi người ơi, ai lấy đen chốt mã đen nha, chốt mã đen, ai lấy đen chốt mã đen nha. Rồi con này mã trắng giúp em ha, mã trắng, mã trắng cho em 55kg nha, 55-56kg cuộc nơi phía trước, phía dưới giùm em nha, tay phòng rất to ha. Đó rồi ai lấy con này chốt mã trắng nha mọi người, ai lấy con này chốt mã trắng. Rồi trắng nhũ giùm em nè, ai lấy con này chốt trắng nhũ giùm em. Trắng nhũ này cho xe ớt thôi nha mấy chị, trắng nhũ cho xe ớt thôi ha, trắng nhũ cho xe ớt. Rồi ai lấy con này chốt mã sọc, mã sọc giùm em nha, mã sọc, mã sọc, ai lấy sọc chốt mã sọc giùm em, ai lấy sọc chốt mã sọc giùm em nha, mã sọc, ai lấy mã sọc chốt mã sọc. Mã sọc 58kg nha. Rồi một con loan giúp em ha, loan, loan này coi dạng nha mọi người, dạng kiểu như dạng len đó mọi người, kiểu dạng len đó, nút ở phía trước là nút dài ha. SM bận vừa nha, CS CM bận vừa giúp em ha, CS CM bận vừa. Rồi con này cho em mã tím, mã tím nha mấy chị, mã tím 55kg, mã tím 55kg giùm em. Mã xanh 52kg, mã xanh 52kg, mã xanh 52kg. Gì con? Chắc màu xanh. Rồi ai lấy con này chốt mã bi giùm em nè, mã bi 50-60kg vừa nha. Mã bi, ai lấy bi chốt mã bi giùm em nha. Mã bi, mã bi giúp em ha. Mã bi cái hai cái sợi dây này là hai cái sợi dây cuộn đó nha mọi người, cuộn cuộn bên eo á, có hai cái dây sợi cuộn bên eo giúp em ha. Mỗi một bên có một cái dây cuộn ha. Đó rồi ai lấy con này chốt mã bi giùm em nha, chốt mã bi, chốt mã bi giùm em nha mấy chị gái ơi. Rồi con này vàng giùm em nè, ai lấy vàng chút vàng giùm em nha, vàng xay ớt, vàng xay ớt giùm em ha. Rồi con này mã ngọc, ai lấy con này chút mã ngọc giùm em nha, ai lấy con này chút mã ngọc, mã ngọc giùm em nha. 50 nha, 55-56kg. Ủa thằng Tửng hồi chiều nó ghé mà nó không ghé hả, không nhậu nó không ghé luôn. Rồi ai lấy con này, con này xay ớt thôi nha mấy chị, trễ vai xe ớt giúp em ha, có mốt ngực dày dặn luôn nha mấy chị ơi, có mốt ngực dày dặn giúp em ha, có mốt ngực dày dặn giùm em luôn. Rồi ai lấy thì chốt mã nu giúp em nha, mã nu, ai lấy nu chốt mã nu nè. Rồi con này mã đen nha mấy chị, con này mã đen giúp em ha, ai lấy con này chốt mã đen giùm em nha, mã đen, mã đen. Rồi con này chốt đen hai giùm em nha, đen hai xe ớt nha mọi người, đen hai xe ớt. Để gọi độ gọi điện thoại coi bà có lấy không, chứ có một cái cũng đâu đủ đơn đâu gửi được đâu, có nhắn tin thôi. Rồi đèn hoa giùm em nha, ở phía trước này làm là ở phía trước à, còn chị Hà Thạch. Rồi cái này ở phía trước là một bông hoa nha mấy chị, ở phía trước là bông hoa giúp em ha, em lừa like quá mấy chị ơi. Thôi tối rồi em nghỉ nha, tối rồi em nghỉ, có gì ngày mai em like tiếp mọi người mua thêm ha. Đơn của chị Hà Thạch em giữ lại, đơn của Hà Thạch nè em giữ lại, ngày mai đơn của Bình Yên em đi ha, đơn của Bình Yên em đi, đơn có ai nhiều nhiều rồi em đi ha, còn đơn ít đó thì em sẽ giữ lại ha. Em chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha, cảm ơn mấy chị.